Hai vợ chồng sống thử rồi về quê xin cưới, nhưng mà vô tình là trong thời gian sống thử thì hai vợ chồng có bố em bé. Rồi về quê có xin bố vợ em á, nhưng bố vợ em nhất quyết không đồng ý. Hai đứa tự lập đó, đúng không? Cũng có cơ hội được tham gia chương trình này thì con cũng muốn gửi một lời tới mẹ là con rất là nhớ mẹ. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật to để cùng chào đón cặp vợ chồng tiếp theo. Chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Em chào tất cả mọi người ạ. Chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân ạ. Em tên là Lê Ngọc Diện, năm nay em 24 tuổi ạ. Nghề nghiệp của em là thiết kế nội thất và thi công luôn ạ. Rồi, mời vợ của Diện. Dạ, em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Lê Thị Dung, năm nay em 22 tuổi. Em đang là sinh viên mới tốt nghiệp xong, hiện tại em đang ở nhà làm nội trợ. Vậy sinh viên mà ngành nào? Em khoa ngoại ngữ ạ. Dung. Thế tại sao lại vừa mới ra trường xong rồi đã lấy chồng ngay là thế nào? Nó có biến cố trong quá trình quen nhau. Bác sĩ bảo cưới đúng không? Dạ. Diễn ơi. Đang có sao? Dạ không, làm em qua có rồi. À, mấy tháng rồi em? Được 10 tháng rồi ạ. Em bé được 10 tháng rồi đúng dạ. Không? Vậy á, vậy là hai đứa lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ, em mới cưới. Được 7 tháng. À, có nghĩa là có em bé là mới cưới. Em bé, tụi em đã cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ, tụi em cưới hồi tháng 6. Diễn dạ. Và Dung, câu chuyện tình yêu của các em. Dạ, vợ chồng em quen nhau là đợt đó em đang thất tình. Cái rồi chồng em là bạn chung trên Facebook thì chồng mới thấy em đăng cái tút tâm trạng lắm, chồng mới thấy thì chồng cua cẩm đâu cua có 3 ngày đâu. Thế là chồng duyên dáng lắm, nhìn cái e thẹn đấy nhưng mà thực ra ghê lắm đấy. Cua cái gì mà có 3 ngày đổ của người ta. Em làm cách nào hay vậy chỉ cho anh Bin đi. Trời ơi, anh Bin cua giờ anh Bin biết bao lâu mới đổ đúng không? Lâu dữ lắm rồi, mới nhầm nữa. Cái đó thì khi vợ em đang tút tâm trạng lên á thì em có nói chuyện với vợ em mới ngỏ lời hỏi làm bạn gái em á, thì ngày đầu vợ em không có chịu, ngày thứ hai cũng không chịu, đến ngày thứ ba em chỉ hỏi một lần vợ em đồng ý luôn. Dạ, vợ em hỏi là thôi quyết định làm bạn gái anh đi, xong vợ em suy nghĩ tầm 5 phút sau vợ em đồng ý. Có phải là do hổ hoài có một câu bực quá nói luôn? Dạ không, không phải, có rất nhiều người nhắn cho em mà em không có cảm giác ai mà thân thiện và dễ mến như chồng em cả. Trước đó là tụi em đã quen nhau là trên Facebook trên, thôi. Dạ, hồi đó anh làm ở Hà Nội còn em là học trong này. Rồi nhắn tin qua lại dạ. Là 3 ngày sau là dính. Dạ, anh còn hỏi em mà cái lần thứ 3 mà không đồng ý thôi anh bỏ luôn. Em sợ bỏ luôn. Dạ. Đúng, hai đứa chính thức của em là tìm hiểu nhau đó. Dạ, vợ chồng em tìm hiểu nhau từ hồi đó cho đến Tết là được gần 1 năm đó thì đến mới về quê gặp mặt. Thì lúc mà tụi em gặp nhau ngoài đời có choáng ngợp không? Nhau ngoài đời cảm thì giác như nào? Tụi em sao? Hồi đó chồng đẹp trai. Bây giờ dạ. Cũng đẹp mà. Không, giờ xấu rồi. Bây giờ xấu rồi đó hả? Xấu rồi đó hả? Xấu rồi mà dễ sợ vậy đó hả? Hồi đó chồng đẹp trai lắm mà. Chồng sạch sẽ gọn gàng cái gì chồng cũng tươm tất hết. Đi gặp em thì con trai đầu đi chạy kèm dưỡng da mặt đó chị. Cái em mới nhìn em thấy ông này ông điệu, ông làm dáng ghê lắm. Em thề cho người là em không quen nữa. Em đuổi luôn, em không gặp mặt luôn. Em không thích con trai xài mỹ phẩm thì ngay bản thân em cũng không xài. Ủa sao em xài gì vậy? Dạ, nó là em chỉ thoa cái kem để cho nó trị bớt cái mụn thâm của em thôi. Đó là đang bị mụn đúng không? Dạ. Chấm mụn thôi mà. Đó, dạ. Rồi nghe sau đó là nó không xài nữa. Dạ, về cũng nhắn tin cho em hỏi cảm nhận về chồng sao. Em bảo không có chê cái gì, mỗi cái là e thẹn này đó chị, y như vậy nè. Với lại xài mỹ phẩm em không có mê rồi. Nghĩa là ổng nói chuyện nhẹ nhàng đúng không em? Dạ. Đúng không? Nói thì rất là rụt rè mà nhẹ nhàng. Nhiều khi em nghĩ không biết có phải BD không ấy. Anh muốn nói chuyện nhẹ nhàng. Rồi, trong cái thời gian yêu nhau á thì có những cái câu chuyện gì vui không? Chia sẻ cho anh nghe. Dạ, trong cái thời gian mà yêu xa đó thì chồng em đi làm ngoài Hà Nội bị tai nạn, với lại một lần là bị người ta đánh nữa. Thế là chồng phải đi mổ cái đầu để ghép cái sọ. Dữ vậy đó hả? Nặng dữ vậy đó hả? Lúc đó là em cũng không thể về được, tại vì đúng lúc đó em phải thi. Đến Tết về thì hai vợ chồng gặp nhau đó, là lúc đó là ở bên nhau rồi. Thì ngày Tết là hai vợ chồng em đi chơi, chồng em lại bị người yêu cũ của em đánh một lần nữa, là vào trúng cái sọ nữa.
Dạ, thì lúc đó không biết sao chồng rất bình thường lắm, không có cảm giác đau gì hết. Thì chồng hỏi em là thôi bây giờ ăn Tết xong rồi vợ cứ vào đi học đi, anh ở ngoài này đi làm. Được khoảng tháng sau ấy, chồng em đau quá rồi thì anh mới đi mổ. Mổ ngoài Hà Nội ấy, thì mổ xong được 3 ngày ấy chị, đầu đang còn cuốn băng, giấu em đi vào Sài Gòn thăm em. Ôi Diện ơi Diện. Dạ đúng 2 giờ sáng đó, tự nhiên chồng gọi điện bảo vợ ơi chồng vào tới bến xe rồi, vợ ra đón đi. Thì em ra đó, em gặp chồng, thấy chồng đang cuốn cái băng vậy nè, em ôm chồng khóc quá trời luôn. Tội nghiệp. Dạ em nhìn thấy em thương quá, em hỏi đi vào làm gì, ở quê cho nó khỏe đi đã. Thì lúc đó chồng mới đứng chồng khóc, không nói gì, chồng chỉ kêu bảo là bây giờ phải có vợ chăm thì chồng mới khỏe được. Trời ơi. Trời ơi. Rồi sao, rồi lúc đó là đưa chồng về nhà trọ, rồi lúc đó chồng cái đầu đã lành chưa? Dạ chưa chị, thì lúc đó là em chăm chồng 2 tuần trong cái thời gian mà vết thương nó đang còn bị ạ. Trời ơi, em có đau không cưng? Cái đầu đang xa như vậy lắm mà luôn làm đó. Sao mà đi xe lửa hay là đi... Em đi ô tô ạ. Đi ô tô hả? Trời ơi, đi xe đò nó còn xa nữa. Thì em không hiểu sao là cái lần sau mà em mổ á, em bình phục nhanh. Vì lúc mà em mổ là em mổ nó là một vạch nguyên đầu à. Hai tay em có cầm phải cầm hai ống dịch nè. Tới khi mà vào, em vào tới... Trời ơi, tức là một vạch vậy luôn, sao em phải cầm vậy luôn á? Dạ. Rồi tới khi em vào tới Quảng Ngãi thì em mới xuống, em tự em bỏ cái ống dịch của em ra ngoài á. Lúc đó thì thực sự ra cũng đau lắm nhưng mà không biết sao em vẫn cứ muốn vào. Tình yêu đó. Có khi nào lúc em nghĩ thế nên em sợ em nặng quá rồi em không kịp gặp vợ rồi em cố gắng hết sức không? Trước khi em mổ thì em cũng sợ. Bên bác sĩ có nói á là cái tình trạng của em nếu như mà bị mà đang còn tỉnh là rất nguy hiểm về cái tính mạng sau hoặc là trí nhớ. Thì tối hôm đó trước khi em mổ thì tiền của em cũng mất, nhưng mất điện thoại, không có cách liên lạc với vợ. Rồi em quyết định ngày mai em mổ xong là em gắng phải bình phục, em vào thăm vợ. Tội nghiệp, từ lúc đó bố mẹ có biết không? Lúc em vào thì bố mẹ cũng không có biết. Lúc em vào thì bố mẹ em thực sự là không có biết. Thì lúc đó là vào em mới lấy điện thoại của vợ em mà em điện cho bố mẹ. Thì lúc đó là bố mẹ thực sự cái bố mẹ em khóc quá trời. Rồi bố mẹ em gọi điện cho vợ em bảo là gắng chăm nó rồi có gì nó khỏe rồi cho nó về. Thì em ở trong này 2 tuần rồi vợ em đi dạy gia sư với lại lấy tiền thêm để chăm cho em với tiền thuốc, tiền sữa, thứ cho em. Sau thời gian đó thì em có đi làm về, hai vợ chồng sống thử rồi về quê xin cưới. Nhưng mà vô tình là trong thời gian sống thử thì hai vợ chồng có bố em bé. Rồi về quê có xin bố vợ em á, nhưng bố vợ em nhất quyết không đồng ý. Hai đứa tự lập đó, đúng không? Hai đứa tự lập. Thì bây giờ chắc chị nghĩ là cuộc sống bây giờ chắc cũng ổn định rồi đúng không? Dạ, bây giờ thì qua rồi chị. Bây qua giờ rồi, thì ông bà ngoại thì như thế nào? Dạ, chồng bảo là bây giờ coi như là mình cưới sau đi. Là mình có chịu bao nhiêu người nói cái gì nữa thì mình cũng không thể bỏ con được. Thế rồi anh nuôi em từ lúc mà em bầu đến lúc em sinh là mình anh lo cho em hết. Giỏi ghê không? Cái lúc mà em sinh xong á thì các em bị áp xe ngực, em phải mổ cái ngực của em 2 lần. Dạ, thì anh cũng là người chăm em luôn ở trên bệnh viện. Còn con thì lúc đó mới được 15 ngày thì phải gửi hàng xóm rồi. Tội nghiệp dữ vậy trời. Mà lúc sao đó thì không biết tôi đừng gửi là tôi nuôi giùm cho trời ơi. Lúc đó thì số vợ chồng em cũng xui lắm. Hai vợ chồng nằm trên viện mà chồng em đi làm chỉ chờ đến lúc đó để lấy lương để cho em ra viện thôi. Thì người ta quệt lương của chồng em. Trời ơi. Dạ. Chồng đi làm thì mới mua được cái xe máy 3 tháng cũng bị người ta lấy mất luôn. Hai vợ chồng không còn tiền ăn nữa. Bị gạt hoài vậy trời. Rồi lúc đó ba mẹ có giúp được gì không? Là tại lúc đó không hai vợ chồng dám nói luôn. Có em nói với mẹ chồng em thì lúc đó mẹ chồng em mới thương hai đứa lắm. Mẹ chồng em cũng hỏi là cho mẹ vào mẹ chăm em với bé. Thì anh kêu bảo là giờ có mình con đi làm thì lấy tiền đâu nuôi được tới ba cái miệng cỡ. Thôi mẹ nhà đi, mình con lo được cho vợ con rồi. Thì lúc đó em đang giấu bên ngoại mà, bên ngoại không có biết. Chị hai vợ chồng tự bảo ban nhau rồi qua thôi. Bây giờ bên ngoại biết lúc mà đã đến sanh ra thì bên ngoại biết chưa? Sanh con ra được 3 tháng rồi. Thì lúc đó em cũng hết bệnh. Rồi em về quê thì mới nói với ông bà là có cháu. Thì lúc đó thì ông bà giơ hai tay ra ôm chầm lấy hai đứa rồi khóc. Dạ. Lúc đó thì ba mẹ em thương lắm. Phải là cho cưới. Cưới xong thì ba mẹ bảo cho hai đứa bây giờ phải tự suy nghĩ trưởng thành lên, tự lo được cho nhau, lo cho con. Không nhờ gì tới bố mẹ hết. Để đến khi nào mà cảm giác mình làm bố làm mẹ một cách hoàn thiện rồi á thì lúc đó ba mẹ mới không trách nữa. Dạ. Thì anh mới đưa lại hai mẹ con em vào trong Sài Gòn cho em đi học tiếp. Bố mẹ có giúp được tí vốn nào không?
Dạ có. Rồi bây giờ là một tay chồng đó hả? Dạ. Chồng... Bây giờ thì bố mẹ vợ với em như thế nào? Từ cái khi mà bố mẹ vợ em biết là có cháu á, thì thực sự là bố mẹ vợ em rất thương em. Lúc đó bố vợ em có ôm em bảo sao mà không nói cho bố biết. Thì rồi hai đứa cháu với nhau rồi vào đó chịu khổ một mình. Thực sự là em cũng muốn nói nhưng em sợ lắm. Lúc đó là tinh thần của hai vợ chồng không đủ can đảm để nói với bố mẹ là có em bé. Bây giờ bố mẹ vợ, tức là ba mẹ em ở đâu? Dạ ba em ở ngoài quê, còn mẹ em thì đang đi nước ngoài. Bà thấy cháu chưa? Dạ chưa. Mẹ em đi cái hồi mà em có em bé, em muốn nói với mẹ lắm nhưng mà em không liên lạc được với mẹ. Mẹ em đi gần 3 năm rồi nhưng em không nói chuyện được với mẹ gì hết. Thì đến cái lúc mà em cưới xong thì tự nhiên là mẹ lại gọi về được cho em. Thì em mới báo cho mẹ, mẹ vui lắm, mẹ bảo đến qua năm mẹ về. Dạ. Hôm nay có em, có con em đến không? Dạ có. À vậy hả? Ôi trời ơi. Đây bác. Ông sợ cái ông chọc đầu này không? Không. Ông chọc không? Thương bà thương. Rồi rồi, qua bà này. Đó, qua bà. Bà thương em. Bà đây là mẹ nè. Là bố nè. Rồi bố rồi mẹ. Bố nè. Bố kìa. Bà ngoại ơi, bà ngoại có coi truyền hình, bà ngoại thấy cháu nè. Cháu bà ngoại đẹp quá luôn nè. Trắng như bông bưởi luôn nè. Đó, bà ngoại thấy cháu chưa? Con mới sợ nha. Ngoại thương mà. Ngoại thương con nè. À, chắc có lẽ là bà ngoại thấy được em bé như vậy bà rất là vui. Dạ. À, không chỉ bà đâu mà ông ở ngoài quê rất là vui và rất là hạnh phúc. Ừ. Thực sự á, chị thấy câu chuyện của tụi em á, phải nói là nó làm cho cái cảm xúc của bản thân tụi chị cũng như là mọi người ngồi dưới đây á, xúc động khủng khiếp. Ừ. Xúc động ở đây là vì cái tình yêu của tụi em dành cho nhau á, nó vượt qua quá nhiều những cái chông gai. Ừ. Quá nhiều những cái gian khổ và sự nguy hiểm nữa đó, nhưng mà cuối cùng á, thì tụi em vẫn đến được với nhau như thế này, thành ra là mọi người rất là mừng. Ừ. Không những đến được với nhau mà lại còn có thể là tự nương nhau rồi tự sanh ra một em bé mà kháu khỉnh mà thông minh, tức là nhìn cái mặt nó sáng dễ sợ, tự nhiên mọi người hạnh phúc giùm cho tụi em luôn á, thực sự là như vậy đó. Thì cũng đôi lời gửi cho bà ngoại là mẹ của cô dâu, thì nếu mà chị có coi được cái số này thì chị sẽ thấy là thương con gái của mình cũng như thương con rể của mình nhiều hơn. Và mong rằng là năm tới bà về, bà sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều khi thấy con gái của mình đã trưởng thành. Ừ. Có một người chồng yêu thương con mình thật lòng, thương bằng cả mạng sống của mình luôn. Ừ. Thì cũng chúc gia đình cả đôi bên ha, nội ngoại sẽ gọi là đoàn viên với nhau, hòa hợp. Hai ông bà xui sẽ thuận thảo, rồi là yêu thương tụi em nhiều hơn nữa. Dù có muốn điều gì muốn nói với mẹ mình không? Thì cũng có cơ hội được tham gia chương trình này thì con cũng muốn gửi một lời tới mẹ là con rất là nhớ mẹ. Là con chỉ mong là mẹ nhanh về với con thôi. À, nhân tiện đây em cũng muốn gửi lời tới bố mẹ vợ em cũng như bố mẹ đẻ em á, là một lời cảm ơn tới hai bên gia đình á, đã cứu mang hai vợ chồng em, giúp đỡ hai vợ chồng em rất nhiều. Và nhân tiện đây em cũng muốn cảm ơn vợ em, là vì vợ em là người cùng em vượt qua những gian khổ, và vợ em cũng không có một lời nào với em, một lời than thở. Dạ. Thực ra thì với một người chồng như em thì chả có bà vợ nào có thể than thở được rồi, bởi vì cái tình yêu của em dành cho vợ là quá lớn. Cho nên là thôi thì hai vợ chồng cảm ơn qua lại như vậy để cho nó nồng ấm chút xíu thôi. Cái còn công của cả hai đứa thì cũng ngang nhau nha. Bây giờ cố gắng làm sao mà nuôi cái con bé kia kìa cho nó sung sướng, nó hạnh phúc. Trời ơi, nhìn nó thương gì đâu. Rồi, anh chúc cho hai vợ chồng em cuộc sống sẽ càng ngày càng thăng tiến hơn. Dạ. Và mãi mãi yêu nhau. Dạ, em nha. Cảm ơn ạ. Nếu mà
rồi, tức là sau khi mà nói chuyện với ảnh vài lần thì thấy anh này ảnh thật sự không có phải là cái người mà kỳ cục như vậy. Ảnh cũng rất là ga lăng, rất là dễ thương, hài hước nữa. Ảnh á là ảnh ngủ anh rất, anh rất là hay chảy ke ướt đẫm cái gối luôn. Xong ảnh sẽ lấy cái chỗ ướt đẫm đó ảnh để lên trên mặt mình. Ôi là mình thức giấc là như vậy. Giống như là mặc đồ đẹp đi chơi về lên thay đồ hỏi han rồi mới ra tưới cây. Mặc cái đồ đẹp thì không chịu tưới đâu. Có vậy bữa nào quá tao mua những cái bộ đồ ở nhà cho vợ mặc cho nó kính cổng cao tường đi. Dạ không chịu chú, con đi hội chợ con chỉ mấy bộ đồ bộ đẹp quá trời đẹp luôn không chịu. Mấy đồ bộ mà giống mẹ không mặc á, đòi mua cho con mặc mấy cái bộ đồ. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện thứ hai của cặp vợ chồng ngay sau đây. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng số 2. Em có thể cởi cái cúc áo ra để cho có thể ngồi tự nhiên. Ấy à, cái nút ở dưới, nút dưới đó. Phản xạ đó tự nhiên, cởi nút là coi như cởi áo đó. Ừ. Mời hai em giới thiệu về mình. Con xin chào chú Quốc Thuận và cô Hồng Vân. Con tên là Lê Duy, con đang làm nhân viên văn phòng. Năm nay con được 30 tuổi và con kết hôn được 2 năm rồi. Con xin chào cô Hồng Vân và chào chú Quốc Thuận. Con tên là Ngô Hoàng Nhật Anh, năm nay con 27 tuổi. Con thì đang kinh doanh về lĩnh vực spa và thẩm mỹ. Hai con lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào và có ấn tượng gì về nhau? Ngày xưa thì tụi con làm chung khách sạn với nhau, làm bên cạnh nhà khách sạn. Con là vào sau thì vợ con là làm trước, trong đó trong khách sạn là có bạn của con nữa. À. Bạn con là cũng là bạn của vợ con luôn. Ừ. Dạ, cái ngày đầu tiên con đi làm á, cái trong cái bữa cơm á, vợ của con đi chung với bạn con xuống ăn cơm thì con mới nhìn, con mới thấy cái người này là lạ, nhìn thấy cũng cá tính, tóc ngắn nữa, người cũng mỏng mỉm. Có da có thịt. Dạ đúng rồi, cái đó cũng là gu của con rất là thích. Nên là con cứ nhìn con cũng không có xác định là thích hay là yêu gì lúc đó hết á. Xong rồi cô này mới nói sao cái bạn của chị ấy nhìn em hoài, em ghét quá. Tức là khổ nói là cái ông này cũng ông nhìn tôi hoài vậy. Dạ đúng rồi, kiểu như là soi mói tôi hoài. Tức là con không có ấn tượng tốt lắm về Lê Duy. Dạ thật sự là không thích luôn chứ không phải không tốt à. Cái anh này ảnh rất là kỳ cục, tại vì trong giờ cơm mình ăn á, ảnh cứ nhìn mình hoài mà ảnh nhìn mình thật sự mình không biết là ảnh thích ảnh nhìn hay là ảnh soi mói ảnh nhìn, mình không biết mà nhìn chăm chăm mà nhìn hoài luôn cô chú. Nhưng mà ăn không được luôn. Dạ đúng rồi, nhìn mà mình cảm thấy mình rất là ngại luôn. Đúng rồi, miệng vậy đó. Nhìn mà ví dụ mà ai nhìn mình á, mình nhìn lại người ta sẽ né cánh mắt không? Ông này ông vẫn nhìn luôn. Nhìn mà gọi là nhìn thò lỏ đó. Đúng không? Con đúng gu của bạn mà. Dạ. Thành ra là coi như là thuận mắt vừa mắt là cứ nhìn ăn cơm cho dạ. Ngon. Ê, nhưng mà lúc đó là con đã có người yêu chưa? Dạ lúc đó con đang có bạn trai. Với lại anh này lúc đó anh ốm lắm. Thì cái gu của con không phải là ảnh, cái gu con là phải cao to bạn vỡ con thích như vậy á. Mà anh này anh vừa ốm mà anh còn vừa nhìn mình nữa, đâm ra mình không thích ảnh luôn. Sau bao lâu thì hai đứa để ý nhau? Sau cái bữa đó thì hai đứa có làm việc chung với nhau rồi làm quen với nhau. Có một hôm thì vợ con có việc bận ở gần nhà con, cái con mới gợi ý vợ con là để ngày mai anh chở em đi làm, tại vì làm chung khách sạn. Đồng ý không? Dạ từ chối. Dạ từ chối. Nhưng mà con có biết là vợ con lúc đó là có bạn trai không? Dạ biết, chỉ như là mình ga lăng mình giúp đỡ thôi à, chứ mình cũng không phải là mình chở để mình cua hay gì hết á. Mình con chưa có không ý định gì hết á. Thôi đừng dối lòng, có âm thầm có thương thầm ta thì mới chịu vậy chứ ở đâu ra rảnh đâu mà chở giùm rồi xong còn phải năn nỉ ha con ha. Con cứ nghĩ là chơi chung nhóm với nhau thôi. Anh muốn làm bạn, tại vì làm bạn. Vợ con cũng lúc cũng khó gần nên là con muốn kết nhưng bạn mà cuối với cùng nhau. Là con từ chối không có leo lên xe đi. Dạ cuối cùng thì cũng đồng ý. Cũng đồng ý. Thì sáng hôm đó là con dậy sớm, con đến chở thì vợ con cảm ơn quá trời luôn, rất là bất ngờ. Kiểu như là anh này có nghĩ là tốt, con tốt quá. Sau cái hôm đó là con có cái sự thay đổi dạ, tình cảm với bạn này gì đúng không? Dạ đúng rồi, tức là sau khi mà nói chuyện với ảnh vài lần thì thấy anh này ảnh thật sự không có phải là cái người mà kỳ cục như vậy. Ảnh cũng rất là ga lăng, rất là dễ thương, hài hước nữa. Rồi đến khi nào con chia tay với bồ con? Dạ cái lúc đó là con trục trặc tình cảm với lại bạn trai, xong rồi con mới chia tay với lại bạn trai con. Thì sau đó khoảng tầm 3 tháng là hai tụi con mới chính thức quen nhau. Thì trong 3 tháng đó là hai đứa tìm hiểu nhau. Lúc đó ảnh có nói với con là ảnh thương, ảnh thích con, nhưng mà ảnh không có nói ra, ảnh chỉ âm thầm làm bạn thôi. Từ lúc mà con chia tay bạn trai thì ảnh bắt đầu mới tấn công. Tức là sau cái thời điểm mà chở giùm một bữa đó thì bao lâu thì con chia tay bạn trai? Khoảng một tháng sau là con chia tay bạn trai. Vậy là lâu dữ à, lâu. Tức là một tháng sau bạn này mới có cơ hội được gọi là thả thính. Dạ đúng rồi. Quá lâu. Lâu luôn ha. Vậy là mình thừa thắng xông lên. Có lẽ là con là người chủ động để nhưng tỏ mà tình sau đó phải có cơ hội mới tỏ tình được chứ. Trong cái thời gian mà 3 tháng tìm hiểu nhau rồi đưa đi làm, qua chở đi chơi rồi kiểu như là vợ con cũng thích mình rồi đó, cứ hỏi con là sao anh chưa tỏ tình em nữa, sao anh chưa tỏ tình em nữa, sao lâu quá vậy, cứ bắt em đợi hoài. Nó không quen. Có chịu quen. Ủa nhưng mà là ổng không có nói gì hết trơn hả Nhật Anh? Ổng cũng thấy thính vậy lắm, ổng cứ anh nghĩ là anh không có cơ hội luôn rồi.
giống như em là người duy nhất vậy đó, cứ nói vậy không à, không chịu tỏ tình thì con là đâu có chịu quen đâu, phải tỏ tình rõ ràng đâu ra đó thì mình bắt đầu mình chính thức mình quen nhau. Và con không có gợi ý mà con nói thẳng luôn. Dạ đúng rồi không? Thì con nói ủa sao lâu vậy anh, không chịu tỏ tình với em gì hết, em đợi lâu lắm rồi nha. Và con tỏ tình ở đâu? Ở Phan Thiết La Ghi. Đi chơi riêng. Dạ đúng rồi. Bãi biển luôn. Dạ đúng rồi. Có lý do gì mà ra Phan Thiết, tại sao không đi Vũng Tàu cho nó gần gũi? Dạ. Mà ra tới Phan Thiết dữ vậy? Tại vì hai đứa hẹn đi chơi với nhau rồi, con sẵn dịp con tính trong đầu là sẵn ra đó tỏ tình luôn. Tức là đi ra Phan Thiết chơi rồi sẵn tỏ tình luôn đúng, dạ, đúng không? Rồi. Ra Phan Thiết á là tại vì tụi con chọn một cái homestay nó rất là vắng vẻ, tức là đi theo cái dạng nghỉ dưỡng á, cái chỗ đó nó cũng không có wifi, không có gì hết. Rồi tỏ tình bên bãi biển? Dạ không, tỏ tình lúc vợ con đang ngủ. Là con không biết gì hết trơn luôn á anh. Mà ngủ mà ngờ. Ngủ riêng hay là sao? Ngủ chung phòng. Bữa đó là buổi sáng thì đi chơi, chở vợ đi chơi cả ngày luôn, đi ngang cái chợ, lúc đó là vắng lắm chú, thì con chở vợ con địa địa xem có bán hoa hay bán gì không, thì tối mình âm mưu mình tỏ tình, cái con địa địa thấy có một tiệm bánh kem, rồi đi chơi cả ngày, xong chiều về, con cứ hối vợ về lẹ lẹ em ơi, về lẹ, vợ con cứ hối chưa mà em chụp hình chưa xong mà cứ về sớm vậy, chưa đã, dạ đúng rồi, mà 6 giờ chiều rồi, tại vì ở ngoài đó thì 6 giờ chiều là đã bắt đầu sụp tối rồi chú. Biển dạ, nó sụp tối nhanh dạ, lắm. Dạ đúng rồi, sợ tiệm bánh đóng cửa. Đóng cửa. Dạ đúng rồi. Về con thấy người ta đang dọn dẹp rồi, chạy về cũng nửa tiếng đồng hồ mới về tới chỗ homestay để ở. Con chở vợ về xong cái nói thôi em vô tắm rửa ngủ đi. Anh đi ra đây anh sửa xe anh mua đồ xíu. Đó. Rồi cuối cùng ra tiệm có đóng cửa không? Dạ không. Con chạy ra con vào chạy vào, con mua cái đặt cái lấy cái bánh kem liền. Rồi tiếp tục. Cái con kêu người ta viết chữ lên. Viết cái gì? Viết chữ con quên mất chữ. Anh yêu em. Ghi tên của con xong rồi ở dưới là ghi anh yêu em. Con quên cái chữ là tại vì con gây lộn với lại cái người bán. Trời ơi, gây cấn quá vậy. Bánh kem này em tỏ tình mà sao chị biết cái chữ xấu quá vậy? Chị biết cái tên vợ em mà em nhìn không ra luôn. Trời ơi, chị ơi, chị làm em chết em rồi. Cái xong cái người ta cũng quýu á, run mất cái tao bôi. Trời ơi, cái đồ nó quẹt quá. Dạ đúng rồi. Lỡ tay quậy cái bánh kem. Dạ đúng rồi. Trời ơi, có đó chị viết lại giùm em rồi em đem về. Cuối cùng cái bánh kem là nó cũng có chữ. Dạ đúng rồi, nhưng mà rất là xấu. Về tới cái phòng thì là cô ấy đang ngủ rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Con gửi vào tủ lạnh ở ngoài rồi con vào tắm rửa xong rồi, con mới ra lấy bánh kem ra cái con vào con kêu vợ dậy. Con rất là bất ngờ luôn tại vì mình đang ngủ say cái mình giận ổng á, tại vì ổng nói anh đi công chuyện chút mà mình không biết ổng đi đâu, cái mình giận mình kệ mình đi ngủ. Cái lúc mà ổng gọi dậy thấy cái bánh kem, đưa cái bánh kem ngay trước mặt luôn. Kiểu mình hết hồn mà mình bất ngờ, kiểu như là mắt chữ A mà mồm chữ O á. Anh mới tỏ tình thì anh mới nói cái câu là xin lỗi vì đã để em đợi lâu, làm bạn gái anh nhé. Anh yêu em, con vui quá luôn, con đồng ý luôn. Con còn một cái món quà trong cái ba lô con chuẩn bị sẵn là một chai nước hoa nhỏ. Trong cái lúc làm việc trong công ty á thì vợ con cứ nói là thích cái chai nước hoa đó, cứ nói vu vơ vậy thôi. Con nghe được, con tìm con mua tặng cái nước hoa mình thích luôn. Yeah. Sau khoảng 3 tháng thì hai đứa chính thức yêu nhau. Dạ. Yeah. Trong quá trình yêu nhau thì có cái chuyện gì vui không? Dạ có một lần, cái này là kỷ niệm mà con quyết định chọn ảnh làm chồng luôn á, có nghĩa là hôm đó ảnh chở con đi dạo chơi, đi ngang qua ngã tư Bảy Hiền. Bên tay phải là nó có một cái shop thời trang, nó một con mai nó cánh nó bận cái áo rất là dễ thương. Thì con đi nghe con nói là cái áo này dễ thương quá à anh. Tức là mình vu vơ thôi chứ không có ý gì trơn, tính con thì vô tư. Chỉ cho anh xem mà ảnh thì anh đang lái xe như vậy nè. Thì anh xem vậy mà cái xe thì quẹo qua bên đây, tức là cũng không có xem được nhiều. Hơn một tháng sau là đến sinh nhật của con, ảnh tặng cho con bánh kem với lại ảnh tặng cái áo đó. Mà lúc mà ảnh tặng cái áo đó là con không nhớ nữa, con cũng ngờ ngợ, con thấy ủa sao cái áo này quen quá. Thì ảnh mới kể lại là ảnh đi vào trong cái shop thời trang á, ảnh tìm cái áo đó mà bản thân ảnh cũng không hề nhớ cái mẫu áo đó nó như thế nào. Cô chú biết á là shop thời trang á là một tháng là người ta bỏ mẫu hết rồi, người ta cất hết trơn rồi. Ảnh tìm tung cái shop thời trang luôn mà mặc dù mẫu thì không nhớ nha, bắt người nhân viên đi tìm cho bằng được cái áo đó, cuối cùng về tặng con. Là đúng thật cái áo đó là con thích luôn á. Xúc động đúng không? Dạ đúng rồi. Ý là anh này ảnh rất là tinh tế và sâu sắc luôn, mặc dù là mình chỉ nói bâng quơ thôi nhưng mà ảnh để tâm và ảnh sẽ làm cái điều đó cho mình á, nên con quyết định là con sẽ cho ảnh làm chồng. Tới bây giờ ảnh vẫn như vậy luôn á. Ví dụ như nằm thấy vợ lướt coi hàng hóa này kia hay là mỹ phẩm hay nước hoa này kia, son phấn của con là ảnh cũng mua luôn. Ví dụ như thấy vợ mua cây son đó, cái màu đó đúng không, thì ảnh sẽ lựa cái màu nó tương tự như vậy, ảnh tự mua ảnh tự tặng luôn. Chúc mừng các con. Giống dạ. Như Tuấn Anh dễ sợ luôn, riết mà cô không dám ước luôn á. Chị cứ ngồi chị bưng quơ chị nói là y như rằng mai hoặc mốt, chậm nhất là ngày mốt là có luôn. Thấy không, đó là những người đàn ông thiệt. Dạ đúng rồi, y chang vậy luôn á. Ngày nọ đó bà Hồng Vân bà ước, trời ơi nhìn mấy con heo mà con heo ủng ỉn á, dễ thương quá anh ơi. Trời ơi nhìn cái hình ủa niệm nó đi một đàn vậy đó. Một tuần lễ sau chị có nguyên một con heo rừng nhỏ đó em nuôi. Mà cái nhà của mình thì nó đâu phải có vườn tược đâu, nó là nhà ống thôi mà. Trời ơi nuôi xong con có biết không, đến khi nó lớn phải thảy nó đi chỗ khác á, mà một tháng sau chưa hết mùi thúi đó. Không dám ướt, sau vụ con heo là không dám ướt luôn á. Nãy giờ kể quá nhiều như vậy chắc có lẽ là người đàn ông này từ khi mà trở thành chồng của mình đâu có những cái tật xấu gì đâu đúng không?
có chứ. Đó. Có rất nhiều. Nhìn bề ngoài á là khôi ngô tuấn tú lịch lãm vậy, chứ thực ra lúc mà cưới nhau về có rất là nhiều tật xấu phát sinh. Ví dụ như bây giờ hiện tại có hai cái tật xấu lớn nhất mà mình cảm thấy mình quan ngại nhất luôn, là thứ nhất là ảnh xì hơi mọi lúc mọi nơi. Những người đó là những người rất tốt bụng. Dạ. Tại vì cái đường ruột cũng tốt lắm. Dạ, mà xì hơi có tiếng á. Cái đó là tốt lắm á. Không? Ừ. Ngày nào cũng rất là nhiều, tần suất rất là nhiều. Mình thì mình ngại á, cho nên cái mình mỗi lần mình nghe tí tiếng xì hơi là mình sẽ tự động mình nín thở. Cho đến khi nào mà mình cảm giác an toàn, là mình cảm thấy à chắc là không có mùi nữa thì mình sẽ thở. Nhưng mà thật chất ra là anh này ảnh xì hơi không có mùi. Nhưng mà cái đó không có xếp vào tật xấu, cái đó là trời cho cái nhuận trường đó. Dạ, ai cũng nói trời cho. Nhưng mà Duy ơi, cũng phải kỹ lưỡng chút xíu. Ảnh cố tình làm như vậy luôn. Tại vì vợ con thấy vợ con ghét đó, nên con cố tình đó chút rồi con vợ. Những lúc vợ con ngủ là con quay thẳng vô người vợ con luôn. Có khi nào mà đang ngủ cái đầu cái là nghe một cái âm thanh kỳ diệu xong giật mình thức giấc không? Dạ, đang ngủ thì không nghe cái đó, nhưng mà đang ngủ thì nó có cái khác. Ảnh á là ảnh ngủ anh rất là hay chảy ke ướt đẫm cái gối luôn. Xong ảnh sẽ lấy cái chỗ ướt đẫm đó ảnh để lên trên mặt mình. Ôi là mình thức giấc là như vậy. Xì hơi á là không có phải là xếp vào tật xấu, nhưng mà cái mà quay cái xì hơi đó vô người là tật xấu, là tật xấu. Đúng rồi, dạ, cố tình cho đó. Vợ thêm cái vụ mà chảy ke nữa rồi úp cái gối vô mặt vợ. Dạ, nữa thường xuyên luôn. Cái đó là chủ động rồi, cái đó gọi là tật xấu. Dạ. Nhưng mà mỗi lần vậy vui không? Dạ vui chú. Vợ mỗi lần vậy vợ chửi khoái lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Hai vợ chồng là nhây với nhau lắm chú. Vợ con mà ghét cái gì là con hay làm ngược lại lắm, rất là ghét đổ rác. Đi chơi là con chở ngang qua cái bô rác, cái chỗ mà đứng lại người ta hay đổ rác, hoặc là chạy ngang mà mấy cái xe rác mà ngoài đường xe lớn lớn của thành phố á chú, là con đứng lại con bấm điện thoại. Sao mà cái tật xấu con biến thái quá vậy? Đó, biến thái lắm. Dạ, nhà là cái nhiệm vụ của ảnh là sẽ đổ rác, thì mỗi lần mà ảnh xách cái thùng rác đi đổ rác là ảnh sẽ xách đi ngang mọi người, mà ảnh xách ngay cái mặt mình vậy nè. Trời ơi, ảnh đi vậy nè đó. Ở dơ vậy không? À, ảnh thì cũng không có được liệt vào ở dơ đâu, ảnh cũng gọn gàng kỹ tính lắm. Có điều thì ảnh ít tắm thôi à. Một ngày tắm mấy lần? À, đôi khi hai ngày tắm một lần. Mà người có hôi không? Dạ không, hôi rất. À vậy thì cũng sao? Dạ. Như vậy mùa lạnh này chắc một 3 ngày cũng tắm một lần đúng không Duy? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ tới con đó Duy, vợ con có những tật xấu gì? Vợ con thì xấu ăn lắm chú. Bình thường á nhây với con hoài, lúc mà đói bụng hay gì đó con nhây lại thì bắt đầu là cọc với con. Xấu tính đói, mỗi lần mà tới giờ ăn mà không được ăn là tay run hết trơn đúng không? Dạ. Rồi xấu ngủ, vợ con lên thường là lên lầu trước thì con ở dưới là con dọn dẹp xong con mới lên, thì lên là thấy nằm hết giường luôn. Mền á thì muốn hết đi ngủ luôn. Tối á con canh vợ con lạnh, con quay thẳng quạt vào vợ con, mà mới lạnh là chĩa thẳng vào vợ con luôn. Xong con lấy cái mền á con dành con đắp cho vợ con lạnh. Biến thái. Thêm một lại xấu thêm xấu nhà nó kiểu như là con, cái kiểu như là con trả thù á chú. Dạ đúng, đúng rồi. Mà ngủ thì lúc nào cũng gác con đó. Mà sáng con nói thì là cãi lại, nên là con hay chụp hình lại lắm, nằm lớn giường là chụp hình, lấy mền là chụp hình. Nhưng mà con có đưa cho bà coi không? Dạ có. Coi rồi bà có cãi không? Dạ không, là lúc đó chỉ biết cười thôi. Cắm hồng luôn. Dạ đúng, đúng rồi. Rồi còn tật xấu gì nữa nè Duy? Ở nhà là hay mặc đồ hở hang ra ngoài tưới cây. Con nói em làm gì mặc đồ hở hang quá à, để người ta nhìn. Cái bà nói đâu có ai đâu, đâu có ai đâu, lúc nào cũng vậy. Xong cái con ra con đứng con canh mà có người đi nghe là con nói nè có người nè. Giống như là mặc đồ đẹp đi chơi về lên thay đồ hở hang rồi mới ra tưới cây. Mặc cái đồ đẹp thì không chịu tưới đâu. Có vậy bữa nào quá tao mua những cái bộ đồ ở nhà cho vợ mặc cho nó kính cổng cao tường đi. Dạ không chịu chú, con đi hội chợ con chỉ mấy bộ đồ bộ đẹp quá trời đẹp cũng không chịu. Mấy đồ bộ mà giống mẹ không mặc đó, đòi mua cho con mặc mấy cái bộ đồ mà tay dài quần dài. Nhưng mà con đâu mặc đồ hở hang gì đâu, con mặc đồ của ổng mà, ở nhà con lấy đồ của ổng mặc không à. Mà áo bà lỗ được hả? Dạ đúng rồi. Mặc áo rộng rộng đi mua đồ cặp với nhau, hai đứa mỗi đứa một cái áo, về lấy áo con mặc. Áo của mình thì cất mặc đi chơi, còn áo con lấy áo con mặc ở nhà. Và cuối cùng là đồ con cũ mặc đồ của mới. Dạ đúng rồi. Tính toán quá, tính toán cho mang bận. Rồi con tật xấu gì nữa không? Cái tật đó là thực ra là dễ thương đó. Hai đứa đều có những cái mà tật xấu biến thái á. Ủa hai đứa có em bé chưa? Dạ chưa ạ. Chưa mới giỡn hết với nhau kiểu đó được. Dạ. Thôi tranh thủ cứ giận hết đi. Đó, đã đi. Dạ. Để khi có em bé mình tập trung mình lo cho em bé. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Con cũng không mong muốn thay đổi gì lớn lao hết. Tại vì vợ con là có cái tính là làm việc nhà hay là công việc gì đó thì làm rất là chăm chỉ, siêng năng, làm nhanh lắm, cái gì cũng làm nhanh đó. Nấu cơm mà chừng có 15 phút nửa tiếng là đã xong một bữa cơm rồi, đầy đủ món luôn. Rồi bày bừa ra, bày chén rồi rất là nhiều. Con nhìn thấy con quải luôn, bể chén rồi lum lá đó chú. Làm nhanh lắm. Nhưng mà hay đổ vỡ. Dạ đúng rồi, con muốn vợ con cứ cẩn thận lại. Chậm mà chắc đúng không? Dạ, đúng. Bây rồi. Giờ nói là em ơi chậm mà chắc, cái mong muốn đó cũng không? Dạ, dạ, được không? Hiểu, dạ được. Tại vì con đi làm, vợ con ở nhà làm. Ngày nào con đi làm là cũng chụp hình cho con coi. Tay thì đứt tay, chảy máu rồi, đá chân thì đá vô cái... Đó, mạnh bạo đó. Dạ đúng rồi, cái tường nhà cô là dù có cái lối đi mà đi đá vô cái tường, thức móng chân rồi. Mạnh bạo, mạnh bạo. Nấu cơm thì đứt tay. Phải tập nhẹ nhàng, xây đấm đi. Hậu đậu. Hậu đậu á. Hậu đậu. Nhưng mà làm rất là giỏi, là nấu ăn rất là ngon. Rồi cố gắng, con mong muốn Lê Duy thay đổi điều gì?
Dạ, thực ra là cái điều con mong muốn nó cũng nhỏ nhỏ xíu thôi là buổi tối á, lúc mà hai vợ chồng chuẩn bị ngủ á, thì con thường hay ngủ trước. Ảnh thì ảnh hay ngủ trễ, thì những cái lúc mà ảnh chưa ngủ, ảnh xem điện thoại, ảnh coi livestream hay là ảnh coi đá banh hay là phim thì kia, ảnh mở nhỏ volume xíu, ảnh mở rất là lớn. Ví dụ như coi đá banh á, nhiều khi đêm á, đá banh 2-3 giờ mà vô cái ảnh mừng quá, ảnh vô cái bắt đầu cái mình giật bắn người lên đó. Là mong muốn ảnh thay đổi cái đó thôi. Nếu mà con đồng ý thì mốt coi đá banh rồi đó, kêu Duy ra phòng khách coi. Coi nằm kế vợ coi vậy á cô. Thì đó, thì bây giờ là phải có nghĩa là muốn cái này thì phải hy sinh cái kia. Dạ đúng rồi. Phải thỏa thuận với nhau. Dạ đúng thỏa rồi thuận đó. Chứ vừa muốn nằm kế vợ mà vừa muốn hả có tay. Sớm muộn gì con cũng phải làm điều đó thôi. Không biết tại sao mai mốt mà có em bé đó thì làm sao mà con có thể tồn tại được ở trong cái phòng đó. Hiểu không? Con mà vô một cái ra là nó thích đó, mà khóc. Nó con thích khỏi mà coi nó luôn. Khóc là trời đó coi con nít mà nó thói quen khóc đêm là chết luôn. Nghe. Dạ. Mỗi người sẽ có thể thay đổi để cho người kia sẽ hài lòng nha. Dạ. Rồi cảm ơn hai đứa nha. Dạ. Hai đứa cảm hạnh cô. Phúc nha. Dạ. Dạ. Okay. Mình á, ồ sao các cặp đôi khác nắm tay nhau vậy? À thôi mình cũng nắm như vậy nhé. À là bạn này nói hay con nói? Con sao nói, con nói. Nói rõ là bên này chủ động đúng không? Ờ nhưng mà có nắm gì hay vậy? Nắm sao vậy? Nắm gì hay vậy? Ông chủ động với tôi có giá hơn. Mặc dù tôi đơn phương ông mấy năm rồi. Về hiện tượng là đúng đó. Sáng gì đâu bà, sáng gì đâu, tôi thấy có sáng gì đâu. Trời ông nội này sống sáng nội tới đó cường gặp thạch mà phát sáng mà cũng phát sáng cái con mới chui cái đầu ông vô. Cái tự nhiên ông không còn cái chắc. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Em xin chào quý khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Xin chào cô Hùng Vân và anh Quốc Thuận. Chú luôn. Con tên là Tuyết Nhung. Năm nay con 31 tuổi. Hiện tại con đang làm vẽ tranh trên đá. Dạ, một cái đơn vị làm quà tặng nghệ thuật ứng dụng, sở nghệ thuật Triad. Con tên là Võ, hiện tại con 31 tuổi và con là đồng sáng lập của sở nghệ thuật Triad. Song song đó thì con có một cái lớp học tiếng Anh nhỏ tên là Bob English. Bây giờ chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên. Cơ duyên nào các bạn gặp nhau? Ấy nhau em kể. Quen nhau sao nhưng mà em nhớ lần đầu tiên gặp nhau không? Ở ở đâu không? Trong lớp chứ đâu. Thật lào. Con học ở một cái huyện gọi là Tam Nông. Nó có hai trường tiểu học, trường tiểu học Chầm Chim 1 và Chầm Chim 2. Thì lúc đó năm lớp 5, thì thật ra cái lần đầu tiên nó gặp nhau là cái lần trong hội thi đố em. Em đã gặp nhau từ trong chương trình đó. Thì đây Nhung là đội tuyển đố em của Chầm Chim 1. Con là đội tuyển đố em Chầm Chim 2. Nhưng mà thật ra lần đó gặp nhau thì nó cũng nhạt nhòa lắm, không có gì. Đúng mà rồi. Mãi lần học chung với nhau và có ấn tượng nhau nhất là năm lớp 6. Lớp 6 mà nó đã để ý Nhung rồi. Năm lớp 6 là bắt đầu con để ý một cô gái khác. Một cô gái khác. Hồi lúc các bạn Nhung có để ý một chàng trai khác không? Đúng ra là con là tương tư ông này từ cái hồi lớp 6. Thật ra con yêu biết yêu từ lớp 2 rồi cô Dân. Con để ý cái bạn kia rồi, đối diện con. Con vẫn chưa thằng con rể cô. Con rể cô là 5 tuổi nó để ý con trong con gái cô rồi. Là lúc đó là con thích cái hình ảnh của một cái người học giỏi, thư sinh. Đó thì con để ý cái ông này là từ cái hồi lớp 6 đến cái năm lớp 10 thì hai tụi con không học chung nhau nữa, chia nhau ra. Ổng thì học khối A, con học khối C. Đó thì cái một cái ngày đó thì ổng tới lớp khối C, ổng đứng ở trước cửa ổng đợi. Con tưởng là đợi con nhưng không phải, đợi bà kia. À tức là con vẫn âm thầm cái bạn đó từ năm lớp 6 cho tới lớp 10 luôn. Không phải cô Dân nhiều lắm em, 1 2 3 4 mà Huệ rồi Kim rồi Dạ Riêng rồi Hoa Lan tùm lum trơn á. Thì thôi con mới quyết định là mình đi tìm một cái hạnh phúc mới. Lớp 11 thì con quen một cái bạn khác và cái bạn này cũng quen một cái bạn khác luôn. Tới khi mà năm 3 đại học luôn thì tụi con cũng bạch tính nhau, tụi con cũng không có liên lạc gì với nhau hết. Cho đến cái năm mình năm 3 đại học thì con nhận được một cuộc điện thoại. Lúc đó là con đang đi tức mẹ La Vang. Dạ, thì anh này mới gọi điện tới hỏi Nhung hả, bà đang đi đâu vậy? Xong con bảo là tôi đang đi chơi. À, bà đi chơi bà mua quà cho tôi nha. Cái sao tự nhiên gọi vậy? Thì bởi vậy, em nhớ vậy. Sự sắp xếp của anh. Tại vì trước đó là Nhung tặng sinh nhật con một cái hũ kẹo. Là lúc em có tặng anh thích hàng mát lắm. Nghe là cái hũ kẹo mà trong đó sẽ có thêm những cái tờ giấy nhỏ nhỏ như này. Nó sẽ cuốn lại cho đó. Khi mà mình mở ra mình đọc thì mình biết. Ví dụ như chúc anh lành hạnh phúc hay là luôn luôn vui vẻ cười nha. Vì tôi nhưng thích ông cười lắm. Lúc đó xong thì hũ kẹo nó bị kín. Sau đó thì bắt đầu con mới phải rửa hũ kẹo đi.
À, sau đó một ngày cầm hũ kẹo lên thì mới nhớ thì mới bắt đầu mới gọi điện. Cái hũ kẹo đó là con tặng lúc nào? Thời điểm năm đó là cũng năm 2, năm 3 đại học thì con mới sực nhớ tới ông này. Ủa nghĩa là lúc đó là con vẫn còn thương ông này hay sao? Dạ không, tức là khi mà hai đứa có một cái mối tình hồi năm cấp 3 rồi thì lên đại học là tự nhiên rã ra hết. Lý do gì con tặng ổng một hũ kẹo mà nó rất là tình cảm ở trong đó? Nhật, lúc đó sinh nhật, lúc đó là sinh nhật. Dạ đúng là sinh nhật, dạ. Nhiều khi là sếp mà tặng cho thằng kia, bây giờ mà ra chơi tặng á. Đúng rồi, bắt con này. Thì uổng quá, không lao mình, không lao mình sếp. Ách qua ông này luôn. Thật ra là cô Dân nói vậy là cũng đúng, tức là con nghĩ là nó chỉ là một cái món quà tặng bạn bình thường. Ông cười đi, tôi rất thích khi ông cười, ví dụ vậy trùng tính tặng ai không được. Như vậy là nhiều khi tao làm sẵn rồi, cái tao chưa kịp tặng ai, tao tặng mày mày về mày tương tư chứ bộ. Vậy là coi như là bỏ, là cứ nghĩ là bạn này vẫn còn thích mình. Dạ đúng rồi. Ủa vậy hả? Sau đó là mới gọi điện cho Nhung. Dạ đúng rồi. Là nói Nhung nhớ về tặng cho tôi một quà nghe. Tại đây đi du lịch mà, không có tặng không Nhung? Dạ có. Nay đã có nước giặt xả tròn 2 trong 1 mới, lưu hương 7 ngày với 3 loại tinh dầu tự nhiên. Thật ra đó là món quà gì? Nghĩ trong bụng nói trời ơi ông nội này tự nhiên nói vậy giờ không để nó không? Ừ. Thôi mua đại cái gì đó. Thì lúc đó con đi Đức Mẹ La Vang thì nó bán rất là nhiều những bức tượng. Cái con mới mua một cái bức tượng Đức Mẹ Maria Cẩm Thạch về thì phải tặng thôi. Hai đứa mới hẹn hò nhau. Mà thật sự là bây giờ em không nhớ luôn tại sao mình lại chọn cầu ánh sao luôn vậy? Tại vì cái cầu ánh sao đó là nó rất là nhiều cái cặp đôi đi vô đó. Lãng mạn. Dạ lãng mạn, mà bước vô thấy ta nắm tay rồi người ta ứ ừ quá trời luôn. Có tà ý sẵn trong đầu rồi. Thấy không? Chuyện qua gì xảy ra? Cầu ánh sao thì có chuyện gì xảy ra? Dạ, qua cầu ánh sao thì vẫn như những cặp đôi khác. Chúng con lon ton trung tăng thì mình nói, ồ sao các cặp đôi khác nắm tay nhau vậy? Thôi mình cũng nắm như vậy nhé. Là bạn này nói hay con nói? Con nói rõ là bên này chủ động đúng không? Nhưng có nắm gì hay vậy? Nắm sao vậy? Nắm gì hay vậy? Nắm luôn chứ. Ồ, nắm gì vậy? Nắm vậy luôn hả? Hai đứa mới tìm một gốc cây, ngồi xuống gốc cây, cái con này nè, tặng quà nè. Cái này, cái tượng này hay lắm nha, cái tượng này là nó phải phát sáng trong lúc tối, đêm tối là ông tưng lên bàn thờ là nó sẽ dạ quang ra. Đẹp lắm, đẹp. Xong cái ông lấy cái áo khoác á, đụm đầu ông vô, cái ông la lên. Sáng gì đâu bà, sáng gì đâu, tôi thấy có sáng gì đâu. Trời ông nội này sống sáng nổi tới đất thường cấm thạch mà phát sáng mà cũng phát sáng, cái con mới chui cái đầu ông vô. Cái tự nhiên ông không còn cái chắc, cái tự nhiên ông không còn cái chắc. Dính trời ơi. Cái kế hoạch của con sao, con nói cô nghe coi. Con đâu có kế hoạch gì đâu, con bị dụ mà. Con bị dụ là tại sao lúc đó con dụ lại, con chơi cú chót vậy? Con nghĩ là cái này nó xuất phát từ trong quá khứ nhiều hơn á. Con nghĩ là thật ra trong quá khứ là lý ra là con với Nhung đã yêu nhau từ năm lớp 8 rồi, chứ không phải là mình phải đợi tới năm 12 hay là tới năm 3 đại học này nọ đâu. Lúc đó còn nhỏ quá mà, ý là bạn gái là phải đẹp. Bạn gái phải cao ráo, hot girl này nọ. Tại đợt đó mình trong trường mình cũng có số máu Nhung có một cái là rất là thấp. Thì chính vì cái đó thật ra lúc đó cũng rất là có cảm tình với Nhung á. Nhưng mà đợt đó con nghĩ là chính vì cái đó mình không quen. Ủa sao bữa sĩ diện tuổi học trò. Đúng rồi, sau đó tới năm lớp 11 giả vờ hỏi ủa bà có bạn trai chưa? Nói chưa. Cái lúc đó mình cũng mừng mình tưởng thiệt, nhưng mà ai ngờ nó giống. Tại lúc đó, trong lúc đó là Nhung cũng đâu chờ mình hoài được, lúc đó cũng quen một người khác rồi. Đúng ra là con đã có cảm giác của mình từ lúc đó rồi. Chờ cơ hội thôi đúng không? Ở đây mình phải nói vấn đề, nếu như không có chủ đích mà săn cá đó hoặc là săn thỏ đó thì lý do gì mà kêu người ta tặng quà? Không, đúng không? Không có chủ đích thì thành. Nhưng tại sao nghĩ là cái can đảm ở đâu ra mà con dám cưỡng hôn người ta ở trong cái áo choàng đó? Tất cả mọi thứ trong quá khứ á, với lại những cái môi trường xung quanh đó. Nhung đi chơi thì cũng có make up này nọ kiểu. Đến bây giờ con vẫn tự tin là ông bữa đó ông gài con. À. Mặc dù là mình thích ông trước thôi nhưng mà ông đâu có đồng ý. Nhưng mà tới khi mình không có sẵn sàng nữa, mình bình thường hóa cái mối quan hệ thì ông làm những cái việc như vậy. Ông chủ động với tôi. Tôi có giá hơn, mặc dù tôi đơn phương ông mấy năm rồi. Về hiện tượng là đúng đó. Như vậy thì hai bạn coi như là quen nhau, là có gặp nhau thường xuyên không? Tính ra là cái mối tình của tụi con là yêu xa nhau nhiều lắm. Sau khi mà ra trường thì Võ đi làm dầu khí ở Vũng Tàu. Con thì ở Sài Gòn, trưa công ty thứ bảy mới xong. Cứ là 12 giờ cái bon một cái là bắt đầu là con chạy xe máy ra, leo lên xe Hoa Mai, đi cái vèo xuống dưới Vũng Tàu thăm ổng. Còn cái ngày nào mà ổng đi dạng khoan mà nguyên một tháng là cứ ổng đáp, ổng vô bờ liền á, là bắt đầu là ổng mặc nguyên cái bộ đồ mà dầu khí, mà bộ đồ màu cam mà nó dính cái quần nguyên cái áo luôn đó. Dạ là mặc nguyên bộ đồ đó, leo lên xe Mai đi về tới Nguyễn Thái Bình, con ra con đón. Là con mỗi lần con bước xuống con thấy xúc động lắm.
Nhưng mà tụi con thời điểm như vậy là mất bao lâu? Yêu xa là khoảng 3 năm nhỉ? Dạ đúng rồi. Rồi tụi con yêu nhau được bao nhiêu năm thì cưới? Tụi con yêu được 4 năm. Bên nào là hối cưới? Con hối cưới. Con hối cưới. Để anh kể lại khúc này một xíu nữa. Cái khúc mà cưới này nó mới hay nè. Trước đó đi làm dầu khí, công việc rất là tốt, thu nhập rất là ổn, tiền rất là nhiều. Mà đúng là lúc đó là tiền nhiều thì rủng rỉnh túi. Lúc đó rất nhiều người nói là Nhung quen Võ vì tiền. Rất nhiều lắm, nhiều lắm. Từ năm 2014 tới năm 2016 là tụi con yêu xa. Tới năm 2016 đùng một cái khủng hoảng dầu khí xảy ra. Thì lúc đó nó cắt giảm nhân sự và con bị sa thải. Tới cuối năm 2016 về lại Sài Gòn. Thì lúc đó chưa làm gì cả. Mức lương từ 40 triệu rớt cái bạch xuống còn 4 triệu. Cái giai đoạn mà Nhung đòi cưới á, không phải là giai đoạn mà 40 triệu. Đó là giai đoạn 4 triệu. Ta yêu thiệt mà chứ đâu phải. Cái chuyện người đời người ta nói gì kệ người ta đi. Dạ, đúng rồi. Con chỉ muốn thêm vào một chi tiết ấy là một người có thể gắn bó với mình lúc mình giàu cũng như lúc mà mình không giàu. Thì người đó chắc chắn sẽ đi với mình lâu dài. Bây giờ là cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ tụi con cưới nhau được 4 năm. Dạ. Rồi có mấy bé rồi? Dạ có một bé 20 tháng. Một bé như vậy là về ở với nhau thì có bao nhiêu tật xấu nó lòi ra hết đúng không? Chờ em nói trước đi. Anh nói trước đi. Thôi, anh nói trước mà còn em không nói được nữa. Em nói trước đi. Thật ra là ngày xưa thì con bực dọc ổng nhiều thứ lắm. Tính con thì hay kiểu khó tính. Ông này thì được cái là ổng hay chọc, hay xàm xàm á, nên là con cũng hơi bực bội mà một ngày cãi nhau cũng đau chắc 10 mấy lần á. Con thì rất là khó ngủ, ổng thì ngáy. Ngáy dữ lắm cho nên nhiều khi ngáy vậy thì mình bực bội mà. Chồng có vô tâm không? Dạ, dạ có. Ví dụ như là hồi đợt con đi về với lại quê của anh Võ. Con đi đám cưới của con của một bác nào đó. Bạn gái mà mới về thì cũng được dòm ngó lắm. Con chào bác, con chào cô, con chào thím, con chào mợ, con chào ông, con chào bà. Chào hết đó. Dạ, chào hết đó. Dạ, nói chung là chào hết. Dạ, thì cái khâu chào đó nó tốn khoảng đâu đó khoảng gần tiếng đồng hồ cho cái tiệc đó. Thì lúc đó mình cũng hơi cồn cào nè. Tới lúc mà con định ăn thì con nhìn lên trên cái chén của con nó không có đũa. Thì ông mới quay ông hỏi em ăn đi em, ăn đi. Cái con nói đũa rồi. Thì ổng mới nói ủa vậy không có đũa hả? Ừ kiếm đũa em đi ăn. Dạ dạ mời con vô. Dạ chú thím là để vợ mình đi mình. Dạ. Ăn một hồi thì con mới khát nước quá, con mới quay lại anh ơi cho em miếng nước đi. Thì mới nói ủa em không có nước hả? Đi kiếm nước em. Dạ đó là không có miếng nước luôn mà cũng không có cái gì luôn. Ý là con quên, ý là con nghĩ có tay mà, có tay đúng không? Vũ Thịnh đâu phải là không có tay đâu. Mấy cái chuyện mà ví dụ mà như đội nó mạo hiểm hay là tặng hoa vợ ngày kỷ niệm hay là cái gì đó thì nói chung là nói với con là con quen rồi. Là không có xảy ra. Dạ dạ. Tất cả cô gái đều muốn ví dụ như lên xe đi anh sẽ cài nón bảo hiểm nhá, hoặc là anh gỡ ra một cách rất là nhẹ nhàng, rất là tình cảm đúng không? Hay là chứ sao ai mà không dạ, muốn phụ nữ là đi. Tại vì á con biết không, có những ông chồng á ngộ lắm, vô tâm tới cái mức như vậy nè. Nhưng mà không phải là vô tâm nữa mà chỉ là vô tâm với vợ thôi. Ví dụ như vô cái bàn tiệc vậy đó. Gấp cho hết mọi người. Gấp cho hết phụ nữ các thứ. Vợ mình quên cái còn cái gì nữa không nè? Dạ. Yeah. Con nhớ rồi. Mới cãi nhau hồi nãy luôn. Ổng hay thích quậy. Ví dụ như là con pha cái ly cà phê, mỗi lần con mở cái bình giữ nhiệt con lên là không còn miếng nào. Mà y như rằng nha, nói nhiều là anh ơi anh đừng uống chung với em nữa. Hai đứa pha hai ly đi. Không. Thích uống chung con, thích quậy á, cái mỗi lần con uống ủa hết rồi mà chưa hớp được miếng nào luôn, hai hớp ba hớp rồi ổng tu một lần là coi như là như uống trà đá vậy đó. Đó là vô tâm hồi nãy thôi, nói tóm lại là Quốc chỉ có một cái là vô tâm thôi. Là mong muốn thay đổi là cái bớt vô tâm thôi đúng không? Mong muốn thay đổi hiện tại con là anh đừng muốn chung nước với em nữa. Còn vấn đề là không phải là mình muốn chung mà làm biến pha. Là phải có người, nếu mà có người pha riêng cái là được. Làm biến vậy là dạ, đúng rồi. Rồi, bây giờ tới con đó. Con nghĩ cái điểm mà xấu nhất cũng như là tốt nhất của Nhung đó là kiên định á. Ý là nếu mà nói về hướng tích cực là kiên định, còn nếu mà nói hướng tiêu cực là lì. Tới lúc nấu đồ ăn mình đói quá rồi, tới 12 giờ và mình có một cái tật xấu là cũng nếu mà có gì ăn anh thọng đại họng cũng được nữa. Không, em phải nấu cho nó thật là chuẩn chỉnh. Nấu tới 2 giờ chiều. Wow lắm. Nhưng mà nếu mà một lần thì mình có thể tha thứ đúng không? Nó kéo dài trong nửa năm. Bây giờ là con mong muốn không thay đổi gì? Nếu mà nói theo kiểu đạo đức giả là anh không cần em thay đổi gì cả, anh yêu con người của em rồi. Nhưng mà nói kiểu đạo đức thật là ấy là thật ra cho dù em thay đổi cỡ nào cũng sẽ có cái không hài lòng thôi. Vậy con nói với Nhung ấy là thay đổi cũng được thôi. Nhưng mà mình sẽ cảm thấy xa lạ. Và mình cảm thấy cái người đó mà phải người mình yêu không? Vậy thôi mình đi yêu một cái cô nào đó.
chứ cần gì phải yêu cô này. Nói chung là nghe các bạn chia sẻ những cái câu chuyện, cho dù là những cái câu chuyện về quá khứ các bạn yêu nhau như thế nào và ai là người coi như cưa, ai là người chủ động trong tình yêu, hay là đến cái chuyện mà các bạn hiểu nhau trong cái cuộc sống hôn nhân của các bạn, thì thật ra ngay cả chuyện khui tật xấu các bạn khui quổng ra đó mà là đủ thấy được là trong cái đời sống hôn nhân các bạn gần như là các bạn đã rất là hạnh phúc rồi. Thực ra là đối với tụi con á, cô tin cái điều mà Võ có nói hồi nãy là với một cái người mà họ đồng cam cộng khổ với mình từ lúc mà mình có nhiều tiền cho đến lúc mà mình hết tiền cô tin chắc là tụi con sẽ có thể nắm tay nhau đi một con đường rất là dài. Thì mong là tụi con sẽ là như thế. Xin cảm ơn hai con đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cũng rất là kiểu buồn bực và bị stress đồ này kia, thì con tự nhiên con thấy vậy là tự nhiên có một cái gì ở trong lòng thì con xài vô lòng ôm cái dính luôn từ đó. Dính luôn. Thì cũng chia tay rồi làm lành rồi cũng hoài drama vậy. Lắm cô. Bạn bè thân cũng hay nói là gia đình cục xúc. Gia đình cục xúc. Trời, vợ vứt cái đầm ngủ đi, cái đầm nó ngày nào cũng thấy mang á, chán quá rồi đổi cái đầm khác rồi vứt đi. Mang tiếng chủ số thời trang là làm hình ảnh rất là nhiều nhưng mà ở nhà mang đồ lề xề lắm. Mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ nhất. Mời hai em giới thiệu về mình. Con chào chú Thuận và cô Hồng Vân. Con tên là Lê Đào Thị Giang, năm nay 28 tuổi. Hiện tại thì đang làm kinh doanh thời trang. Dạ, cùng con tên là Võ Tiến Hưng, năm nay 31 tuổi. Cũng là đầu tư và kinh doanh cùng vợ thôi. Hai đứa làm sao mà gặp nhau? Con với ảnh gặp nhau á là lúc 7 năm về trước rồi, thì gặp nhau quán pub. Dạ, ấn tượng đầu tiên là đi chung với lại thêm một anh bạn thân nữa, rất là giống BD luôn con. Hai đứa mang đồ body, mang đồ body, rồi cơ thể hồi xưa ảnh là rất là vạm vỡ. Thôi rồi gì hả? Đô cao mà ngồ mà rất là kiểu gồng lên á. Xin cho hỏi là đi có hai thằng đàn ông thôi hay là có gái đi chung? Hai thằng đàn ông duy nhất thôi. Mà bạn của Duy là ấy đúng không? À, không, giờ hôm bữa là mới thất tình xong thì rủ thằng bạn thân đi ra ngồi uống vài chai bia cho đỡ buồn thôi, vô tình gặp bạn này luôn. Bạn con thì sát bàn ảnh, thì hai bạn cứ chơi vậy, rồi đến khi mà khúc cuối thì xỉn rồi thì bạn con mới nghĩ là hai người BD, thì cứ kêu hai người này qua chơi luôn đi. Thì cái con xỉn say xỉn, anh như qua bên này chơi với em đó, kiểu vậy. Là qua chơi mà trong tâm thế là con rất là thoải mái thôi. Qua hôm sau thì thấy phát hiện là con có Facebook của cái anh bạn kia. Nhưng mà mấy ngày sau á thì mới phát hiện là anh này ảnh phát hiện ra mình, xong ảnh vào anh nhắn tin. Ảnh say hi là người hôm bữa gặp, thì con mới biết đó là người hôm bữa, chứ không thôi là con cũng không có ấn tượng gì luôn. Còn con thì sao? Con ấn tượng gì về cô gái này không? Tại vì thấy cũng tính cách nó cũng hoạt động năng lượng lắm, cái xong mình cũng kiểu thấy cũng thú vị, cái xong mà nhảy nhót cho lắm đúng không? Dạ, không phải nhảy nhót, như cái miệng nói dữ. Sau một bẵng thêm một thời gian thì có vài người bạn từ ở nước ngoài về, cái xong mình rủ đi chơi chung để giới thiệu, thì tính là giới thiệu bạn này cho một cái bạn khác, mà cuối cùng á mình dớt luôn. Tại sao vậy? Tự nhiên tới giới thiệu xong thấy uổng cái xong nghĩ lại cái sao giới thiệu lại. Ban đầu ảnh là ảnh giới thiệu cái người bạn người Úc đó cho con. Bạn đó là người Úc hả? Dạ, bạn đó là người nước ngoài luôn cho con. Tại bạn đó, bạn thân của ảnh ở bên Úc á, thì khi mà đi chơi thì kiểu đang trong tình trạng là cáp nhau mà, thì đầu tiên á thì khi mà đứng chụp hình đồ này kia trong ba thì mình đứng kế anh tay, rồi mình kiểu mình vịn tay bình thường thôi chứ không có gì hết. Xong rồi tới cuối buổi cái ngồi xỉn, cái ngồi nói chuyện vô, cái tự nhiên dính anh này, là cái đầu buổi là anh kia mà cái cuối buổi là anh này, cái xong rồi về hai anh này cũng khá là căng thẳng. Thì anh tay kêu là tại sao mày lại giới thiệu cho tao, rồi bây giờ mày lại làm như vậy với tao. Căng. Nhưng mà anh này lúc đó là anh cũng xác định là mình phải kiểu theo đuổi và mình phải nói chuyện rõ ràng ngay từ đầu. Tại vì thật ra giữa con với là anh tay nó cũng chưa có cái gì đi quá xa hay gì hết. Trong những cái giai đoạn mà kiểu vui tìm hiểu ban đầu thôi. Xong mà cũng kiểu khá là gây cứng với lại cái anh tay kia, kêu ra ngoài nói chuyện. Xong rồi chừng sau là sẽ quyết định là sẽ chọn con. Con cũng ngã hẳn về bạn này rồi. Con cũng lúc đầu bị 50-50 thôi. Dù là cũng mới hỏi ý bạn con nữa đó.
bao lâu thì con mới quyết định là 100% về bạn này? Sau khi mà ảnh nói chuyện rõ ràng với lại anh Tây á, thì kiểu đi ra ngoài cũng rất là kiểu buồn bực và bị stress đồ này kia, thì con tự nhiên con thấy vậy là tự nhiên có một cái gì ở trong lòng thì con xà vô lòng ôm cái dính luôn từ đó. Rồi, dính luôn. Dính vậy chắc cũng nhanh lắm đúng không con? Dạ cũng 2 tuần. Ừ, chưa tới nửa tháng luôn á chị. Nhưng mà trong trường hợp là 2 tuần là lâu á. Tại vì trước đó là 2-3 tuần rồi mới chịu đi chơi. Có một quá trình rồi đúng không? Dạ. Dạ. Rồi các con có sống chung với nhau trước hôn nhân không? Dạ có. Dạ có. Nay đã có nước giặt xả tròn 2-1 mới. Lưu hương 7 ngày với 3 loại tinh dầu tự nhiên. Cái cột mốc nào, cái lý do nào mà tụi con quyết định là sống thử? Khi mà quen nhau khoảng được, con không nhớ chính xác nhưng mà khoảng được 2-3 tuần. Thì ngày đó vẫn đi chơi về bình thường, thì ảnh lúc đó là ảnh ở bên quận 8 thì con bên Phú Nhuận á. Thì có đưa con về nhưng mà đi chơi cũng trễ rồi, cũng mệt. Ngày hôm đó không hiểu tại sao rất là mệt, và con FaceTime nói chuyện nhắn tin xong thì cũng 2 giờ mấy. Chợp mắt ngủ một cái là bị bóng đè. Mà bà mập đè, rất mập đè luôn. Mà lần đầu tiên con bị đè cho nên là con rất là sợ, mình không thở được, rồi mình tay chân mình cứng đờ, kiểu rất là sợ cô. Xong rồi con gọi điện thoại cho ảnh mà con khóc, mà cái này là khóc thiệt á. Khóc vì sợ thiệt chứ không phải là bánh bèo mít ướt tại con phải tiếp bánh bèo. Mà không thể nào con ngủ lại được nữa. Thì anh mới kêu là để vậy thôi anh qua anh đón em. Rồi từ quận 8 cái phi xe máy, lúc đó phi xe máy qua tới Phú Nhuận rước về, xong cái dính luôn từ đó. Là từ đó là sống thử luôn rồi đó. Dạ. Không, cái lúc đó là chưa đó, dạ, về bến về nhà con. Dạ. Ngủ tạm vài hôm, cái về nhà lấy vài ba bộ đồ, cái qua ngủ tạm vài hôm. Cái vậy đó cô, cứ 1 tháng là full cái tủ đồ. Luôn. Mà kể từ đó là con đâu còn bị bóng đè nữa đúng không? Dạ đúng rồi, đè lần duy nhất thôi và mãi mãi. Khi mà hai đứa sống thử với nhau á, là lúc đó có nảy sinh mâu thuẫn nhiều cũng không con? Tại vì chia tay trên dưới 8 cũng nhiều, tại vì từ nhỏ con ở nước ngoài, xong rồi cái lối sống, cái lối suy nghĩ nhiều lúc hai bên cũng khác nhau á, cho nên cũng có mâu thuẫn với nhau trong cái vấn đề mà chia sẻ cuộc sống. Nhưng mà thì cũng chia tay rồi làm lành rồi cũng hoài drama vậy. Lắm cô, bạn bè thân cũng hay nói là gia đình cục xúc. Dạ gia đình cục xúc. Thôi bây giờ mình kể cái trận mà chia tay mà nảy lửa, cái trận mà drama nhất á, đó là cái trận nào? Tại vì toàn là bạn này nói chia tay đi không à, chứ không phải là con. Nhưng mà có dọn đồ đi không? Dạ không, bạn này có. Đó có là có thì trận nào? Con không nhớ là cãi nhau vì vụ gì, nhưng con chỉ nhớ cái quá trình cãi nhau thôi. Tại vì cái tính anh này á rất là lạnh lùng, cực kỳ lạnh lùng luôn. Rất là thương con nhưng mà rất là bất cần. Cho nên đôi khi mà cãi nhau thì cái tính mà bất cần quá thì con rất là bực và nổi điên á cô. Tính con cũng nóng nữa. Có lần hôm đó mà tức tới nỗi mà kiểu ảnh không có ở nhà, nhưng mà con ở nhà mà con tức tới mà con không biết làm gì, không phải đập đầu vô tường vậy đó. Đập đầu vô tường mà đầu sưng một cục luôn. Xong rồi bạn bè hôm đó thì có hẹn là sẽ đi qua rủ vợ chồng con đi câu cá, thì đứng đợi dưới khách sạn vậy đó mà gọi hoài cửa không mở, gọi hoài biết con trong này thì mới biết là có chuyện gì, rồi mới lấy chìa khóa của khách sạn lên mở. Thì vô thấy con á hả, đầu tóc thì tả tơi, mà sau hồi đó con nghĩ sao mà có gì đâu mà mình phải mà tới dậy dữ vậy trời, mà con không biết là chuyện gì nữa. Xong rồi bạn con mới gọi cho ảnh là thôi về coi Giang đi như thế nào đó. Anh đi về thì thay vì ví dụ mà người ta cãi nhau, người ta thấy người yêu của mình bộ mình bị vậy, người ta xót, người ta ôm vô lòng đó đúng không cô? Không. Lạnh lùng luôn. Chia tay luôn. Vẫn quyết định chia tay luôn. Con không thấy xót luôn hả? Cũng sợ, cũng buồn, nhưng mà nghĩ có bạn bè chăm sóc rồi á. Anh suy nghĩ đơn giản lắm, mà cái sự đơn giản đó là tâm như đây con luôn. Rồi lúc đó làm sao? Thì lúc đó ảnh chia tay luôn, thì ảnh vẫn quyết định là chia tay. Thì con vẫn ok, con xách túi ra đi, xách túi đồ ra đi luôn. Thì tối hôm đó con đi ăn xong rồi con lại buồn quá, rồi lại đi pub chơi với bạn. Thì xỉn quá, mà kiểu con thì không có biết uống rượu nhiều. Mà trong lúc say, lúc buồn quá thì cứ uống là say nào không hay, mà cứ say lên xong rồi nít ơi, cứ nít ơi. Tại vì anh này, con hay kêu anh là Nick. Rồi con khóc lóc, rồi con thế này thế kia, rồi nhất quyết bạn bè đưa về mà không chịu. Rồi mới gọi điện thoại cho anh lên, cái tới khi mà thấy anh lên là con ok con về. Cái quan sát hôm sau bình thường lại. Bình thường. Là chiều theo ảnh về đúng không? Dạ. Có nghĩa là khi lúc mà... Lúc đó hết sĩ diện rồi. Hết sĩ diện là, bây giờ còn cãi nhau không? Sau còn... khi mà bắt đầu mà đám hỏi thôi, đính hôn thôi là ảnh đã thay đổi hoàn toàn rồi. Sau khi cưới thì ảnh là cái giống như là cái suy nghĩ của ảnh mở ra hoàn toàn luôn. Ảnh thay đổi rất là nhiều. Vậy là tụi con lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ 2017 tới giờ rồi. Tụi con có baby chưa?
Dạ, dạ có rồi. Mấy đứa? Dạ một ạ. À. Như vậy là chắc là lúc mà 3 năm sống thử thì bắt đầu mới lòi tính xấu ra là từ 3 năm đó rồi. Dạ đúng rồi. Còn... bây giờ gian trước đi, tật xấu của Hưng là gì? Nhường đi, nãy giờ bạn này nói ít quá. Tại vì trong mắt con thì vợ con cũng hoàn hảo, khá hoàn hảo nên không mát lòng mát đa, nên tật xấu thì chắc cũng chút thôi. Dạ những cái điều đó không đáng kể nên cũng không có thể nhớ mà được làm những cái điều không có. Tại vì thật sự những cái cuộc cãi vã hay là toàn là bất đồng quan điểm trong công việc hoặc là cuộc sống, mà con thì rất là ít nói, còn bạn này nói rất nhiều cái xong đó, rồi đó là đó. Tật xấu đó, dạ. Không thấy chưa, nói nhiều, dạ. Nói nhiều là tật xấu rồi, mà nói cái gì cũng trúng cái tật điểm của mình á, nên mình không có gỡ lại được nên mình im lặng luôn. Vậy là nói nhiều nhưng mà nói trúng đúng không? Dạ. Nhưng mà nói nhiều quá rồi cũng hơi mệt. Dạ đúng rồi. Đó. Thì bởi vậy mỗi lần nói cái là đa số là con im lặng cái bỏ đi luôn. Nghe nè, rồi tại vì cô ấy là làm bên thời trang, dạ. Cho nên là ở ngoài là ăn bận coi như là rất là đẹp, rất là thời trang. Nhưng mà về nhà thì có phải trưng diện ở trong nhà hay không? Dạ không, về nhà khác hoàn toàn luôn. Tới mới lúc mà con nói là trời ơi, vợ vứt cái đầm ngủ đi, cái đầm nó ngày nào cũng thấy mang á, chán quá rồi đổi cái đầm khác rồi vứt đi. Mang tiếng chủ số thời trang là làm hình ảnh rất là nhiều nhưng mà ở nhà mang đồ lề xề lắm. Không chịu thay đổi hình ảnh trước mặt chồng đó đúng không? Dạ, ra dạ. Ngoài thiên hạ thì bắt đầu mới là quần là áo lược thôi, còn lộng ở lẫy nhà kêu xa nhưng mà về nhà là rất hết là sức là giản dị đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Như vậy á, thực ra là nó không phải là tật xấu đâu nhưng mà nó là một cái chưa hài lòng chồng mình đó. Dạ. Nhưng bây giờ là có thay đổi chưa? Giờ qua một thời gian cũng đỡ chút xíu rồi. Như vậy là chưa đủ đô đối với chồng con rồi. Như vậy đó là con phải mua nhiều đầm vô cho vợ con mặc chứ. Dạ con đầu tư vô vợ con nhiều lắm. Cái nghề chính của con là đầu tư về gia đình. Rồi bây giờ tới con, những cái tật xấu của Hưng đó là gì? Nóng tính, kiểu cũng hay bị cục tính đó con. Tại vì ảnh là một tiếp người cũng khá là rất là tình cảm, nhưng mà nó lặn ở đâu bên trong, nó không có thể hiện ra bên ngoài, cho nên nhìn nó này rất là lạnh lùng. Con thì cũng kiểu cục tính thì dễ bị nóng này kia lên chỉ vì cái thái độ không thôi đó. Thì giữa hai vợ chồng con thì con chỉ thấy là vì bị cái vấn đề là nóng tính thôi chứ cũng không có vấn đề gì nhiều hết. Hay im lặng không chịu giải quyết vấn đề. Ảnh im lặng tại vì ảnh suy nghĩ rất là đơn giản là tại vì không biết nói gì nữa, nói ra sợ nóng tính, nóng hai bên nóng lại cãi nhau. Nhưng con lại nghĩ là ảnh không chịu giải quyết vấn đề thì con lại càng tức và càng khó chịu hơn, và đó là cái bị như vậy. Vậy là giờ con mong muốn anh thay đổi cái gì? Phải chịu mở lòng, cởi mở ra hơn, có vấn đề là phải ngồi lại giải quyết. Tại vì hai vợ chồng con là bị một cái ai cái tôi nó cũng cao quá, nhiều khi im lặng là im tới 2-3 tuần gì luôn á con. Ồ, không ai nói tới ai hết. Không ai nói tới ai luôn, con cũng rất là lì, con cũng không phải dạng dừa gì mà lúc đó nó khó chịu trong lòng. Dạ khó chịu lắm, kiểu ảnh không biết nói gì á, chứ không phải là kiểu ảnh cố tình làm lì lì đâu. Nhưng mà tính anh cũng lì thiệt. Còn Hưng thì sao? Hưng mong vợ thay đổi điều gì? Thì cũng như vậy thôi. Thì vợ bớt cũng bớt nóng tính, là hai bên đều cũng nóng tính á. Nên chỉ cần vợ con quan tâm tới chồng nhiều hơn. Tại vì con là một đứa cũng khá là vô tư á. Dạ. Con thương thì con rất là thương nhưng mà con cũng khá là vô tư. Để mà nói về cái độ mà kiểu quan tâm lo lắng cho vợ cho con thì ảnh anh con cảm giác là anh thương con nhiều hơn là con. Bình thường là con toàn là người phải xuống nước làm hồi xin lỗi trước không à? Chứ cái việc đó là việc đàn ông ngay rất là nên. Không, ngay cả cái việc này khi Hưng nói cái điều này ra là Giang cũng phải để ý. Dạ. Con hiểu không? Giống như con bị vô tư quá cũng không được, tại vì mình là vợ, mình là mẹ. Giống mình là cái lò lửa ở trong cái gia đình của mình vậy đó. Dạ. Tại vì khi con đã hiểu được, con đã nói được, con đã sẻ chia được với cô cái điều là gì? Là ảnh là người ít nói. Yeah. Tức là anh rất thương, anh rất ấy, nhưng mà tại vì anh không biết nói như thế nào, bộc lộ như thế nào. Thì khi mình hiểu được cái điều đó rồi thì có những lúc con phải dẹp cái tôi của con đó. Tại vì sẽ sống với nhau cả đời chứ đâu phải là 7 năm hay 10 năm hay 15 năm. Yeah. Cả đời người. Yeah. Cảm ơn Giang với Hưng. Yeah. Đến với chương trình Vợ Chồng Son. Hồi nãy Thạch nó gan lắm á, mấy bắp đít nhỏ kia. Mấy bắp đít nhỏ kia. Anh tự kể mà. Rồi con nghe xong rồi sao? Cái xong con nói thôi khỏi cưới nữa nha Thạch. Thôi khỏi cưới nữa nha Thạch. Con mỗi lần tiếp khách con hay để tay ở phía sau lưng gì. Cái chạy tới nắm tay, cái còn đánh cái tay lại. Cái cứ nắm nhiều hơn, cái xong mấy anh kia nhìn thấy mấy anh kia chọc quá trời chọc luôn. Cái anh kêu Thạch ơi Thạch, con khóc rồi Thạch. Ngủ rồi, lấy bình sữa con quăng
con quăng vô mặt cũng ngủ không dậy, nhất quý không dậy, cái một mình con phải ôm hai đứa nhỏ ngày nào cũng vậy. Ừ. Tới bây giờ luôn. Dạ. Thật ơi là thật. Ông lấy 50% con nít, ông lấn át cái 50% người lớn đó. Mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng tiếp theo. Chào hai em. Dạ, xin chào anh Quốc Thuận với cô Hồng Quân. Con tên là Thạch, 27 tuổi. Con làm bảo trì xe máy Honda. Dạ. Làm ở quận mấy Thạch? Dạ, làm bên Cộng Hòa. Rồi, mời cô em vợ Thạch. Dạ, con Tinh Nhi, con sinh năm 91. Hiện tại con làm nội trợ ở nhà, tại vì con có hai em bé nhỏ. Dạ. Cơ duyên nào mà các bạn gặp nhau nè? Dạ, em quen nhau lúc mà đi làm chung. Bạn này là đi vô làm ngày đầu tiên. Nhưng mà em nghĩ ngày sau đó em vô cái mới thấy bạn này mới quá, tại vì hồi xưa là con có quen một bạn xong rồi bị cấm sừng. Cái con buồn quá, cái con không quen ai luôn mấy năm trời luôn, giống như tim con bị hóa đá vậy đó. Hóa đá luôn. Cái tự nhiên khi gặp cô này cái niên thích cái như bị tan chảy, cái là con gặp gì một cái là con muốn tan chảy trái tim luôn. Đúng rồi, cái hóa đá của... Tại vì mấy chị trong đó tàu là tóc dài không à. Cái bạn này cá tính lắm, tóc ngắn. Cái nhìn vô cái để ý liền. Cái nữ này cá tính như mà sao tóc ngắn. Rồi con chủ động tới làm quen hay sao? Tại vì dạ đúng rồi, con nói chuyện, ủa bạn mới hả? Sao để tóc ngắn xinh vậy? Rồi còn bạn này sao? Dạ lúc đó thì giống như xã giao á cô. Lúc đó con chưa có biết tuổi, tại con nhìn mặt thập già quá, cái con xin anh. Mấy bữa sau con mới biết là nhỏ hơn con 3 tuổi. Cái con mới nói là thôi Thạch ơi, kêu chị em đi, tại nhỏ hơn tới 3 tuổi luôn mà. Cái Thạch mới nói là thôi xưng tên đi cho thân thiết, đừng xưng chị em. Nhưng mà lúc đó là tình trạng tình cảm của con là như thế nào? Dạ lúc đó là con đang có bạn trai rồi. Nghe bạn này có bạn trai rồi cái cũng buồn, cái suy nghĩ chắc không được đâu, mấy anh chỗ làm á mới nói thôi cứ quen đi, cứ từ từ tính. Tức là cái khoảng thời gian con thích Nhi là con cũng đã nói cho những người bạn đồng nghiệp biết tâm sự là con thầm vậy là bao lâu? Chắc mấy tháng á, hai tháng xong rồi cái mấy người bạn trong làm chung mới biết là sao sắp chia tay với bạn trai rồi. Khoái đúng không? Dạ. Cái mấy anh kia nói họ cứ vô tấn công, nói thôi người ta mới chia tay mà niên bay vô kỳ lắm. Cái ổng cái vô cái quen luôn, cái mới rủ nhau đi uống cà phê. Rồi anh tấn công như thế nào? Sao? Tấn công nhẹ hay tấn công nặng? Dạ có mấy lúc mà con đang ngồi làm á, xong mà giống như có giác quan thứ sáu á chú. Cái tự nhiên con cảm giác giống như có ai đang ở sau lưng á. Cái con quay lại thấy đang đứng thập thò ở trong cái cửa. Tự nhiên vừa mới nhìn thấy con nhìn ra sao cái phóng vô trốn trong cái cửa liền luôn. Bỏ chạy. Dạ. Rồi xong rồi nhiều lúc mà giống như là nói là thôi để Thạch đưa Nhi về nha, là đang chạy tới ngã ba đường cái đấy. Thôi Nhi đi về trước đi, giờ Thạch phải đi về, hôm nay mẹ Thạch la. Cưng quá. Thiệt thà quá. Nhưng mà những lúc đó thì con thấy như thế nào? Con thấy dễ thương. Dễ thương thiệt. Mà có một lần hẹn hò đầu tiên á, thì đi uống nước, cái xong đang uống nước nói chết cha rồi, hôm nay ngày rằm Thạch phải đi chùa nha Nhi, Nhi ngồi đây mình nha Nhi. Sao không rủ Nhi đi chùa luôn? Không, tại vì con đi chung với bạn con. Thì rủ chui chung luôn đâu có sao đâu. Tại sợ bạn không có đi á, tại cái con nói thôi giờ bạn về đi rồi con đi mình. Giờ bao lâu Nhi mới có tình cảm với Thạch? Con cũng không nhớ nữa, giống như là cứ đi với nhau mỗi ngày từ từ, thích hồi nào cũng không hay luôn. Cái lần mà ổng chủ động mà ổng tỏ tình với con á, ổng mạnh dạn nhất có thể đó. Cái bữa đó là con đang đứng, cái xong con đang tiếp khách, cái con để con mỗi lần tiếp khách con hay để tay ở phía sau lưng gì cái chạy tới nắm tay, cái con đánh cái tay lại, cái cứ nắm nhiều hơn, cái xong mấy anh kia nhìn thấy mấy anh kia chọc quá trời chọc luôn. Con mỗi lần mắc cỡ là con đứng con cười không mà con không biết làm gì nữa. Đó là lần đầu tiên là cái hành động là nắm tay đó. Dạ. Rồi vậy là cái nụ hôn đầu là đứa nào hôn đứa nào? Đây. Mà hôn kỳ lắm con. Cái nụ hôn đó là nó xảy ra ở đâu? Hình như công viên Thỏ Trắng ha. Đúng rồi. Công viên Thỏ Trắng. Công viên Thỏ Trắng. Hôn giống như liếm như ướt hết cái mặt của con luôn. Hôn giống như liếm như ướt hết cái mặt của con luôn. Như mèo hôn gì đang hôn liếm. Hôn má hả?
rồi liếm mặt luôn. Ê, nó nghe nè, bộ mấy đứa bạn gái trước là chưa có hôn đứa nào hay sao vậy? Tại vì con hôn để tối về ngủ rồi còn nghe mùi con nữa. Giữ mùi hương. Ông đánh dấu á, chạy về. Bà dân bà tả luôn, chết nó giống như mèo luôn. Sao con có hỏi lại không đó, ủa sao không kỳ vậy, lúc đó cảm giác con sao? Nhổn chết luôn. Con nói là thôi mốt đừng có hôn nữa, mỗi lần hôn xong ướt mặt hết trơn rồi, khó chịu. Ừ. Vậy là con cứ tiếp tục giữ cái lập trường của con là con hôn kiểu đó không? Hay là lần không, sau con... Dạ, là hôn xong rồi tới giờ hết rồi. Dạ, rồi. Dạ. Chỉ có lần đó duy nhất thôi. Không, dạ. Cũng gần cả tháng á. Cả tháng là hôn cứ ướt ướt nhạt mặt vậy đó hả? Trời đất ơi. Hôn coi có bị chét phấn được không rồi sẵn thử luôn. Ai nhờ không có chét phấn gì á. À tức là để mật mật đó hả? Dạ. Để mật mật. Trời đất ơi. Trời ơi, mất. Ông thử coi là có son phấn gì. Là con thích là ngày là gương mặt của Nhi là mộc. Dạ đúng không? Bây giờ thì biết cô hôn quy hoạch rồi đúng không? Dạ. Quy hoạch cho bờ môi thôi đúng không? Vậy là chồng còn nít quá ha. Dạ. Ở bây giờ người lớn, bây giờ người lớn ra chưa? Hay là vẫn còn con nít, bây giờ là cha của hai đứa nhỏ rồi đó. Dạ, vừa cũng còn nít, vừa 50 nít, 50 lớn. Ủa có cái tính nào của ổng con nít mà nó khiến nó buồn cười không? Làm cho con giận hờn không? Dạ có. Có gì con? Cái lúc mà sắp cưới á, cái mấy anh trong công ty á mới thách là bóp vòng ba của cái bạn kia. Xong cũng chạy tới bóp thiệt. Mà con trước mặt con. Dạ con thấy cái con, tại vì mỗi lần lúc đó là con làm bên chỗ khác rồi, cái mỗi lần về là con hay ghé qua chung. Cái con ghé qua anh kia mới kể là hồi nãy Thạch nó gan lắm á, mới bóp đít nhỏ kia. Mới bóp đít nhỏ kia. Anh tự kể mà. Rồi con nghe xong rồi sao? Cái xong con nói thôi khỏi cưới nữa nhà Thạch. Thôi khỏi cưới nữa nhà Thạch. Rồi con thú nhận sao? Xong rồi về con năn nỉ, con lúc đó con khai trước mà, nhớ khai trước. Không có anh Vũ kể. Hồi sáng ông mấy ông làm chung á, ông cứ kích hoài à. Cái con làm đại cái. Cái vô mặt. Thấy không, lần sau là bớt nít lại giùm tôi cái. Thách đố không được cái gì hết trơn á. Tụi con yêu bao lâu thì tụi con mới cưới? Dạ khoảng 2 năm. Nhưng mà trong cái giai đoạn mà tụi con quen nhau á thì được 1 năm là con bị bệnh. Con bị bệnh nặng lắm. Vậy hả, bệnh gì con? Dạ con bị lao màng phổi. Là lúc đó là nguyên một lá phổi của con bị tràn nước hết luôn rồi, tràn dịch hết luôn rồi. Dạ con nằm trong viện chắc cũng 1 tháng á. Ngày nào Thạch cũng vô Thạch chăm sóc hết. Lúc đó là con bệnh mà con ngồi dậy không có được luôn, phải có người đỡ con mới ngồi dậy được. Là Thạch chăm sóc, nó biết chăm sóc không? Dạ biết, chăm sóc chu đáo luôn. Dạ. Sợ không Thạch? Dạ sợ chứ, con thấy giống như trong chuyện cổ tích vậy á, chăm sóc xong được cái cưới luôn. Lúc mà con sắp xuất viện á thì con hỏi Thạch có sợ không, Thạch nói là Thạch sợ Di chết lắm. Cảm động ha. Dạ. Sau cái cú bệnh đó là 1 năm sau là cưới hả? Dạ. Dạ. Nhưng mà chú hỏi hiện giờ thì cái tình trạng cái bệnh đó của con thế như thế nào? Dạ con lành rồi. Dạ lúc đó là con chữa 6 tháng. Thì lúc đó là có hai cái túi phổi dự trữ cô với chú, giống như nó xẹp vô vậy á. Cái Thạch mới dẫn con đi học bơi. Thạch dạy con học bơi. Thì con bơi cái con đi khám lại thì bình thường trở lại. Vậy tốt rồi. Thì bây giờ mới có 2 em bé được chứ, đúng không? Dạ. Vậy quá tốt rồi. Cưới nhau được mấy năm rồi ta? Dạ 4 năm. Dạ. Được 4 năm hai rồi. Hai đứa con. Vợ có gì, có tật xấu gì không Thạch? Dạ con nóng tính lắm. Nóng tính. Cái mà không thích á là đụng tới là như giận cá chém thớt vậy. Cái như là đi ngoài đường thích cái món đó, món ốc đi, ghé ngang. Lỡ mà bị kẹt xe gì chạy lố á, về luôn. Về luôn, coi như dễ tuột mút. Dạ đúng rồi. Dễ tuột mút lắm đúng không? Dạ đúng. Chứ cái không phải là giận cá chém thớt. Dạ. Chừng nào mà như giận con quánh Thạch á thì mới là giận cá chém thớt. Có không? Hôm nay là dễ bị tuột mút. Dạ. Có không? Không, ít quýnh lắm, khi có đuổi ra phòng không à. Giận xong cái ra ngoài ở ngủ ngoài ngày đi rồi mày vô tiếp. À tức là không cho vô phòng ngủ hả? Mà con không chịu. Dạ. Phải tại chịu biết thôi. Vợ nóng mà ra ngoài ngủ sáng im mà vô nói chuyện tiếp. Rồi còn cái gì nữa nè? Với lại có khó tính không? Có khó tính. Không khó vừa, tính như thế nào? Đang giận á mà không vừa ý là bập liền à, chửi. Cái lộn cũng hay cằn nhằn lắm. Nói chung là khó tính nè, cằn nhằn với nóng tính là nó vô một cụm đó. Còn gì có ghen không? Lúc đầu á yêu thì là thôi em không ghen đâu, cũng đi đâu cũng được á. Cái cưới về xong giờ ghen. Giống như đi làm á, cái lâu lâu cái ghé ngang lấy cái điện thoại cái móc ra coi nhỏ này nhỏ nào nhắn tin lại.
cái nói thì mấy người làm chung thôi, nhắn qua nhắn lại có sao đâu, giống như thấy người nào lạ là bắt liền. Tại sao anh lại kết bạn với chỗ này, đúng không? Vậy giờ mong muốn Nhi thay đổi điều gì? Nói bớt nóng tính lại. Chỉ cần bớt nóng tính thôi, phải không? Dạ, ghen là cho phép, cho quyền. Dạ, đúng rồi. Cho quyền ghen. Miễn mình trong sạch thôi, chấp ghen luôn. Dạ, đúng, đúng rồi. Không? Ừ. Rồi Nhi, những tật xấu của Thạch là gì? Ngủ rất là nhiều, ngủ khủng nít khiếp mà, lắm. Nít mà, giống như mới là... có 50% người lớn thôi. Giống như là hồi mà đẻ bé đầu tiên xong á, cái thì con chăm sóc rồi, cái không có chịu giữ á cô. Con nói là Thạch ơi phải cẩn thận trong thôi, có bầu lại á Thạch. Xong cứ không sao đâu, không sao đâu. Không kiềm chế được phải không? Xong rồi là 3 tháng rưỡi con có em bé thứ hai. Cái Thạch hứa là đẻ ra đi anh phụ em canh con. Xong tới khi đẻ ra, cái về nhà được mấy ngày. Tại vì khi mình sinh xong là cái vết thương từng sinh môn còn á cô, là mình đau lắm. Đau. Cái con dắt sữa, đứa lớn nó khóc. Cái anh kêu Thạch ơi Thạch, con khóc rồi Thạch. Cũng ngủ rồi. Lấy bình sữa con quăng vô mặt. Cũng ngủ, không dậy. Nhất quý không dậy. Cái một mình con phải ôm hai đứa nhỏ. Ngày nào cũng vậy. Tới bây giờ luôn. Dạ. Thạch ơi là Thạch. Không, ông ấy 50% con nít, ông lấn át cái 50% người lớn đó. Ủa, con làm mà... sao mà để cho Nhi thành có ba đứa con đó là chết đó nha. Nhưng mà Nhi, con có bị stress không? Dạ có. Có nhiều lúc con ngồi con khóc. Có khi giống như con không muốn nhìn thấy con của con luôn. Vậy là cái dấu hiệu này dấu hiệu bị trầm cảm đó con. Có đó nghe. Dạ. Nguy hiểm đó Thạch. Thôi bây giờ con mong muốn Thạch thay đổi điều gì? Dạ đừng có ngủ nhiều nữa là được rồi. Đừng ngủ nhiều nữa. Dạ. Ngủ nhiều ha. Rồi. Nói nghe nè, 100% là người lớn đi, đừng có 50% con nít nữa. Tại con đi làm xong rồi về là cái con mệt quá cái con ngủ rồi. Dạ không có. Ngày bình thường nghỉ không có làm gì hết cũng ngủ, ngủ 24 tiếng cũng được nữa. Thôi con biết sao không, nói nghe nè. Con thử có một ngày á mà con chăm sóc hai đứa nhỏ đi, con thấy cảnh liền. Dạ, con có chăm sóc rồi. Ừ, cho nên con phải thương vợ con. Chứ nó trầm cảm á, nhiều khi á hả, nó buồn quá, nó nghĩ bậy nữa là mệt. Mệt con chứ không mệt ai á, hiểu không? Dạ. Bây giờ hứa với vợ đi là 50% con nít của con là sau bữa nay là con bỏ. Con thành 100% là người lớn luôn cho cô. Dạ, hứa vợ là 50% nít nữa là không còn nữa. Thì quá. Thì quá luôn nè. Chồng sẽ tặng cho vợ một kỷ niệm 4 năm ngày cưới. Trời ơi. Trời ơi. Quá bất ngờ. Vậy mà nói nó vô tâm cái gì. Đứng dậy nhận liền con. Đứng dậy. Đứng dậy nhận. Trời ơi. Ôi cưng ghê. Nó xúc động rồi. Vợ con cũng không biết luôn, con giấu tới giờ. Con quá hay, cái đó là con quá hay luôn. Rồi, chúc cho hai bạn luôn luôn hạnh phúc như thế này nha. Cảm ơn.